Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 5. Chạy. Phải chạy. Một con yêu thú cấp bán tiên, lại cộng thêm cả một bầy yêu thú phía sau nó, ai mà đỡ cho nổi. Tốc độ của ba người bây giờ đã lên đến cực hạn. May là tốc độ của con yêu thú kia không quá nhanh. Càng lúc ba người càng đến gần lá cờ kia. Nhưng đám yêu thú kia không hề có ý định dừng đuổi theo. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân nặng nề hẳn. Rốt cuộc Tiêu Qua đã làm gì khiến con yêu thú này bán mạng đuổi theo như vậy? Chẳng mấy chốc, ba người Diệp Quân đã chạy đến trước một thạch đài. Trên thạch đài chính là lá cờ của thư viện quan huyên kia. Mà trước thạch đài còn có 5 người. Ba người của Thanh Châu đều có mặt. Vị tả phu của Vân Châu cũng ở đó. Còn một chàng trai nữa, chàng trai mặc một bộ trường bào màu xám cho sạch sẽ, ngồi trên một tảng đá lớn bên cạnh, miệng ngậm một cọng cỏ, trông cả lơ phất phơ. Thấy ba người Diệp Quân đến, cả 5 người đều nhìn về phía ba người họ. Rất nhanh sau đó, 5 người lại nhìn ra sau lưng ba người Diệp Quân. Lúc nhìn thấy bầy yêu thú kia, cả 5 người đều nhíu chặt mày. Diệp Quân quay người nhìn đám yêu thú, thấy bọn nó vẫn nhất quyết đuổi theo, sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, sau đó nhìn Tiêu Qua đang tái mét mặt mũi hỏi, huynh đã làm gì vậy? Tiêu Qua run run đáp, trời đất chứng giám, ta thì làm gì được chứ? Nó biến thái cỡ đó, ta làm gì được nó cơ chứ? Diệp Quân trầm giọng nói, nó nhất quyết đuổi theo huynh không tha. Tiêu Qua ngẩng người ra, sau đó y lấy ra một cái trứng, sau đó nói, ta nhặt được một quả trứng. Nói rồi y chớp mắt hỏi, không phải vì nó đấy chứ? Diệp Quân cạn lời, huynh nghĩ sao? Nói rồi, hắn cầm quả trứng lên, sau đó hét về phía đám yêu thú đang chạy tới, ngươi còn bước tới nữa, ta bóp nát trứng của ngươi. Sắc mặt đám người đều trở nên kỳ quái. Quả nhiên, mọi người đều nghĩ hơi chệch hướng. Đầu óc không trong sáng nha. Lúc này, con yêu thú kia bỗng dừng lại, nó nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt cực kỳ hung tợn. Còn đám yêu thú sau lưng nó cũng dừng hẳn lại. Diệp Quân nhìn yêu thú, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Yêu thú cười khẩy, các ngươi lấy trứng của ta, bây giờ lại còn uy hiếp ta nữa, thế mà ngươi nói với ta là hiểu lầm. Ngươi không thấy nực cười à? Diệp Quân suy nghĩ rồi mới nói, ta với ngươi đấu một trận, nếu ta thắng thì chúng ta bỏ qua chuyện quả trứng. Yêu thú nhìn Diệp Quân chòng chọc, nếu ngươi thua thì sao? Diệp Quân cười nói, thua thì chịu thôi. Yêu thú nói, con người, ngươi khiêu chiến với ta, là một vị vua, ta buộc phải chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Như lời ngươi nói, nếu ngươi thắng thì bỏ qua chuyện quả trứng. Nếu ngươi thua thì ngươi và bạn bè của ngươi đều phải chết. Diệp Quân gật đầu, được. Yêu thú phất tay, đám tiểu yêu sau lưng nó đều lùi ra sau. Tiêu Qua bỗng lên tiếng, Diệp huynh, hay để ta đi. Diệp Quân nhìn Tiêu Qua, cười nói, ta tin thực lực của huynh, nhưng ta vừa tăng cảnh giới cách đây không lâu, đang muốn tìm cơ hội luyện tay, để cơ hội này cho ta đi. Tiêu Qua do dự một chút rồi gật đầu, được. Diệp Quân đi về phía con yêu thú kia. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp. Y biết, Diệp Quân giữ thể diện cho hắn nên mới nói như vậy. Thật ra y thật sự không nắm chắc phần thắng khi đối mặt với con yêu thú này. Con này là yêu thú cấp bán tiên đấy. Cấp bán tiên tương đương với cường giả cảnh giới trên ngự không, hơn nữa sức chiến đấu của yêu thú luôn hơn xa với con người cùng cảnh giới. Năng lực phòng ngự cũng quá biến thái. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Quân tới trước mặt con yêu thú kia, sau đó nói, các hạ, vì thực lực của ngài quá mạnh mẽ. Thế nên tiếp sau đây có lẽ ta phải không từ thủ đoạn để thắng ngài, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong ngài rộng lượng tha thứ. Yêu thú bình thản đáp, ngươi cứ tự nhiên. Diệp Quân bỗng biến mất tại chỗ, ngay sau đó, hắn như một hồn ma xuất hiện trước mặt con yêu thú, sau đó đá mạnh vào hạ bộ của nó. Cả đám người đều sững sờ. Tốc độ của Diệp Quân quá nhanh, nhanh đến mức nó chưa kịp phản ứng lại thì hạ bộ đã bị Diệp Quân đá rồi. Cùng với một âm thanh trầm đục vang lên, hai mắt yêu thú trợn tròn, liên tục lùi về sau. Trong lúc lùi về sau, nó đấm mạnh một quyền về phía trước. Rầm, quyền này đập vào không khí. Nhưng mặt đất lại bị đập ra một hố sâu mấy trượng. Mà lúc này, Diệp Quân đã xuất hiện sau lưng yêu thú,
sau đó hắn lại đạp một phát nữa vào hạ bộ của con yêu thú. Ầm. Tiếng động trầm đục vang lên, đồng tử của yêu thú rút lại, hai tay lập tức bụm lấy hạ bộ. Lúc này, Diệp Quân bất chợt xuất hiện trên đỉnh đầu của yêu thú, ngay sau đó, một thanh đoản kiếm kê ngay cổ yêu thú. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mấy người có mặt ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Tốc độ. Bọn họ đều không ngờ tốc độ của Diệp Quân lại nhanh đến mức này. Chàng trai áo xám cho kia nhìn chằm chằm Diệp Quân không rời mắt, không biết đang nghĩ gì. Tả Phu nhìn Diệp Quân một cái, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tạo nghiệp. Bên phía Thanh Châu, Mục Vân Hàn nhìn Diệp Quân rồi nói, vô lại. Ngao Hám lắc đầu, gặp phải yêu thú có khả năng phòng ngự biến thái thế này, cách giải quyết của hắn là cách hiệu quả nhất rồi. Nói rồi, gã nhìn Mục Vân Hàn, đao của cô nhanh hay tốc độ của hắn nhanh hơn. Sau một thoáng im lặng, Mục Vân Hàn đáp, nếu không giết được hắn trong một nhát đao thì ta sẽ thua. Nghe vậy, sắc mặt Ngao Hám trở nên nghiêm trọng, nếu ta đấu tay đôi với hắn mà hắn không đánh trực diện với ta, ta cũng khó mà thắng được. Nói rồi, gã nhìn Diệp Quân ở phía xa, không thể ngờ được Nam Châu luôn xếp chót lại xuất hiện một thiên tài cỡ này. Ở phía xa, Diệp Quân không giết yêu thú kia, hắn lùi sang một bên rồi đặt quả trứng lên mặt đất, các hạ, đây là trứng của ngươi. Yêu thú nhìn Diệp Quân, tốc độ của ngươi không phải hạng tầm thường. Diệp Quân khẽ cười, không đáp lời. Yêu thú im lặng một lúc rồi lấy trứng của mình, sau đó nói, có chơi có chịu. Ân oán của chúng ta kết thúc từ đây. Nói rồi nó dẫn bảy yêu thú quay người chạy về phía xa. Diệp Quân đứng trầm lặng tại đó. Tốc độ. Hắn phát hiện ra, khi tốc độ đạt đến cực hạn thì thật sự không có cách nào phá giải được. Đáng tiếc quá. Đáng tiếc là con yêu thú này không đủ mạnh. Không thể nào khiến hắn hả hê đánh một trận. Từ sau khi đánh thắng cái bóng ở tầng 9 của tháp thí luyện, hắn không còn gặp được đối thủ nào khiến mình cảm thấy nguy hiểm nữa. Như nghĩ đến điều gì, hắn quay người nhìn An Mục của Thanh Châu đứng đằng xa. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, chàng trai mặc áo xám cho ở bên kia bỗng nhếch môi cười cợt. Mà Ngao Hám đứng bên cạnh An Mục cũng cười nói, An Mục, hắn đang nhìn ngươi, tên này muốn khiêu chiến ngươi đấy. Ha ha. An Mục nhìn Diệp Quân, sau đó chậm rãi khép mắt lại, nơi đây, không phải là chiến trường của ta. Ngao Hám cười nói, hiểu rồi. Trung Thổ Thần Châu mới là chiến trường của ngươi. Tuy rằng thực lực của tên này không tệ, nhưng muốn đấu tay đôi với ngươi thì còn kém xa lắm. An Mục khẽ lắc đầu, dù là hắn hay Tả Phu, mục tiêu của họ lần này đều là ta, điều đó chứng minh bọn họ có tự tin. Ta sẽ không khinh thường bất kỳ ai trong số họ, vì khinh thường đối thủ là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nói rồi, gã nhìn Diệp Quân ở phía xa, giống như lúc này, nếu hắn không để lộ thực lực của mình thì lúc đánh nhau với hắn, tốc độ của hắn đủ để đánh ngươi không kịp trở tay. Yêu thú cấp bán tiên kia thua nhanh như vậy chính là vì nó không đủ xem trọng đối thủ. Ngao Hám gật đầu, hiểu rồi. An Mục chậm rãi nhắm mắt lại, An Mục ta sẽ giữ vững vinh quang gần nghìn năm qua của Thanh Châu. Thần cản ta giết thần, Phật cản ta diệt Phật. Diệp Quân và Nạp Lan Ca cùng với Tiêu Qua ngồi sang một bên, cả ba đều nhìn ra xa. Đợi Tôn Hùng. Nhưng một canh giờ sau, Tôn Hùng vẫn chưa xuất hiện. Sắc mặt cả ba đều trở nên hơi khó coi. Lúc này, Tiêu Qua bỗng nói, yên tâm, ở đây. Nếu tự động bỏ cuộc thì thư viện sẽ đưa ngươi ra ngoài. Thế nên chắc gã không sao đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cuối bình nguyên xa xăm, tuy không tiếp xúc nhiều với Tôn Hùng nhưng hắn vẫn mong đối phương có thể vượt qua thử thách này. Dù sao thì cũng đều đến từ một nơi. Thế nhưng đến lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng Tôn Hùng đâu. Có điều là, những người của châu khác xuất hiện rồi. Từ sau khi bọn họ đến đây, lại có thêm tầm 20 người lục tục kéo đến. Bấy giờ chỉ còn nửa canh giờ nữa là cuộc thi kết thúc. Tiêu Qua ngồi bên cạnh Diệp Quân nhìn chàng trai áo bào xám cho ở phía xa rồi nói, người này từ Ung Châu đến, là thiên tài của Ung Châu, tên là Quân Mộc. Diệp Quân nhìn Quân Mộc, người này còn đến sớm hơn cả ba người họ. Lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, Quân Mộc cũng nhìn về phía hắn, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười. Diệp Quân cũng cười mỉm. Hai người xem như đã chào hỏi nhau rồi. Bấy giờ,
Tiêu Qua lại nói, ta đếm rồi, có người của 19 châu ở đây, nếu không có người của châu mới đến thì chắc là 19 châu sẽ tranh giành top 10. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn phía cuối bình nguyên, ở đó chẳng còn ai xuất hiện thêm nữa. Đúng lúc này, Lạc Chiêu Kỳ bỗng xuất hiện. Thấy người đến, mọi người đều biết vòng tỷ võ thứ hai đã kết thúc rồi. Mà ngay lúc này, Tiêu Qua bỗng chỉ về phía xa, hai người nhìn đi. Diệp Quân quay đầu nhìn ra xa, ở phía cuối bình nguyên, một chàng trai đang chạy thục mạng về phía này, chạy một cách vô cùng khó khăn. Sắc mặt chàng trai trắng bệch, tay phải ôm bụng, máu tươi len lỏi qua kẽ tay chảy ra ngoài. Mọi người nhìn chàng trai đang chạy tới, chẳng ai nói gì. Lạc Chiêu Kỳ nhìn chàng trai đó, cũng không lên tiếng. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, chàng trai chạy tới trước mặt Lạc Chiêu Kỳ, gã nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng nhợt nhạt, ta không đến trễ chứ. Lạc Chiêu Kỳ bình thản đáp, trễ rồi. Chàng trai ngây người ra, sau đó cười khổ. Nhưng lúc này Lạc Chiêu Kỳ bỗng nói, nhưng có thể phá lệ một lần. Phá lệ một lần. Mọi người đều sững sờ, sau đó cũng hiểu ra. Thật ra có trễ hay không đều do Lạc Chiêu Kỳ quyết định cả. Còn Lạc Chiêu Kỳ thì lựa chọn cho chàng trai này một cơ hội. Nghe vậy, chàng trai vội vàng hành lễ long trọng, đa tạ Lạc chủ tịch. Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười rồi quay người nhìn đám đông, các vị, tiếp theo sau là vòng thứ ba. Vòng thứ ba khác với hai vòng trước, vòng này là vòng tranh đoạt giữa người với người. Ta có lòng tốt nhắc nhở các vị một câu, các vị phải chọn vị trí phù hợp với mình, vì một khi các vị chọn sai, gặp đối thủ quá mạnh thì các vị sẽ không có cơ hội chọn lại đâu. Nói rồi, cô ta giơ một ngón tay lên, các vị có một buổi tối để trị thương, sáng sớm mai, các vị sẽ được dịch chuyển đến hoang địa. Ở đó, người đến từ 360 châu sẽ chiêm ngưỡng màn trình diễn của các vị. Hơn nữa, nói đến đây, khóe miệng cô ta khẽ cong lên, nụ cười này thật sự vô cùng mê hoặc, lần này, ngoài những đại lão từ thư viện Quan Huyên đến xem thì còn có trưởng lão của gia tộc Thần Qua, một trong 6 đại thế tộc của Thánh Địa đích thân đến xem. 6 đại thế tộc của Thánh Địa. Có rất nhiều người ngơ ngác không hiểu gì. Rõ ràng họ chưa biết đến thế lực này. Lạc Chiêu Kỳ cười giải thích, các vị chưa từng nghe đến cũng là chuyện bình thường. 6 đại thế tộc của Thánh Địa đều là những thế gia cổ xưa, đã truyền thừa ít nhất hàng chục triệu năm rồi, nền tảng cực kỳ thâm sâu. Có thể nói, là 6 đại thế gia mạnh nhất sau vũ trụ Quan Huyên. Nếu được bọn họ chọn chúng thì cũng là một cơ duyên cực lớn. Nói đến đây, cô ta nhìn Nạp Lan Ca đứng bên cạnh. Thư viện Trung Thổ Thần Châu chắc chắn sẽ chọn một người, còn nếu được 6 đại thế gia ở Thánh Địa chọn chúng thì cũng là một cơ duyên lớn. Tài nguyên ở trên đó, dưới này không thể nào bì được. Những người ở đó cũng hiểu được đạo lý này nên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lạc Chiêu Kỳ cười, không nói gì mà quay người rời đi. Mọi người ngồi xếp bằng trên đất, vẻ mặt đều mừng rỡ. Bọn họ qua được vòng thứ hai rồi. Có thể đến được vòng thứ ba đều không phải là người tầm thường. Hơn 1.000 người bây giờ chỉ còn lại chưa đến 30 người. Có thể đến được nơi đây đã là ghê gớm lắm rồi. Ba người Diệp Quân ngồi một chỗ, ba người ngồi quanh một đống lửa, Diệp Quân lấy ra một con gà rồi bắt đầu nướng. Bọn họ chưa đến trình độ không cần ăn cơm. Một lúc sau, Diệp Quân xé một cái đùi gà đưa cho Nạp Lan Ca. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Ca như được thêm chút khói lửa hồng trần, đẹp không tả xiết. Nạp Lan Ca nhận đùi gà rồi hỏi, ngày mai tranh hạng mấy? Tiêu Qua lập tức nhìn Diệp Quân. Nói thật thì tranh hạng nhất sẽ phải chịu áp lực khổng lồ. Đó là Thanh Châu đấy. Hơn nữa, chắc chắn Tả Phu cũng sẽ tranh hạng nhất. Diệp Quân cười đáp, hạng nhất. Hạng nhất. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lát sau cô cười rạng rỡ, muội theo huynh. Tiêu Qua trầm giọng nói, thế thì cứ tới đi. Sau khi xử xong con gà, Diệp Quân nằm trên một tảng đá lớn, đầu gối lên hai tay. Nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng trên trời, không biết đang nghĩ những gì. Lúc này, một làn gió thơm mát thoáng qua, Nạp Lan Ca nằm xuống bên cạnh hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn Nạp Lan Ca, khẽ cười. Nạp Lan Ca cười hỏi, huynh cười gì thế? Diệp Quân đáp, không có gì, chỉ cảm thấy vui thôi. Nạp Lan Ca nhỏ nhẹ nói, muội cũng vậy.
Hai người cứ yên tĩnh nằm như thế, tán gẫu những chuyện vụn vặt thường ngày, bàn về đời người, nói chuyện tương lai. Không biết qua bao lâu, trời đất đều tĩnh mịch, trăng bạc treo lơ lửng, sao lấp lánh đầy trời. Diệp Quân quay đầu nhìn Nạp Lan Ca bên cạnh, lúc này cô đã ngủ say. Diệp Quân cởi trường bào của mình ra nhẹ nhàng đắp cho Nạp Lan Ca, rồi nằm xuống lại bên cạnh cô. Lúc này, Nạp Lan Ca xích lại gần hắn hơn, sau đó gối đầu lên cánh tay hắn. Cơ thể Diệp Quân bỗng hơi cứng nhắc, nhưng chẳng mấy chốc sau đã trở lại bình thường. Tay phải hắn khẽ ôm Nạp Lan Ca, nhìn người đẹp trong lòng, thấy vẻ mặt cô bình thản tự nhiên, hắn khẽ mỉm cười, trong lòng không hề có chút tạp niệm nào, chỉ thấy ấm áp. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó thầm hỏi, Tháp gia, người ngủ chưa? Một lát sau, Tiểu Tháp đáp, chưa. Nó dừng lại một lát mới nói tiếp, ta không cần ngủ. Diệp Quân hơi khó hiểu, sao vậy? Tiểu Tháp nói, có gì thì nói. Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói, Tháp gia tộc họ Diệp của ta là một trong 6 đại tộc của Thánh Địa à? Tiểu Tháp đáp, không phải. Diệp Quân hơi sửng sốt, hỏi lại, không phải sao? Tiểu Tháp nói, mạnh hơn cả 6 đại tộc của Thánh Địa nữa. Diệp Quân trầm giọng hỏi, mạnh vậy sao? Tiểu Tháp trả lời, ở vũ trụ quan huyên đều là những thế lực vô cùng mạnh. Thế nên ngươi phải cố gắng nhiều nữa, biết chưa? Sau một hồi im lặng, Diệp Quân nói, nếu, ta nói là nếu nhé, nếu ta có thể mạnh như tỷ tỷ váy trắng thì ta có phải sợ gia tộc họ Diệp không? Tiểu Tháp suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, nếu ngươi đạt đến trình độ của bà ấy thì ta nghĩ chắc là gia tộc họ Diệp sẽ nể mặt ngươi một chút đấy. Diệp Quân khẽ nói, tỷ tỷ váy trắng là đại kiếm tiên. Tháp gia, ta cũng sẽ nỗ lực để trở thành một vị đại kiếm tiên. Tiểu Tháp. Ngày hôm sau, một tia sáng bạc ánh lên ở phía chân trời. Trong dãy núi, tiếng yêu thú nối tiếp nhau vang lên. Chúng nó dậy kiếm ăn rồi. Trên tảng đá, Nạp Lan Ca từ từ mở mắt ra, cô nhìn Diệp Quân gần trong gang tấc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cực kỳ đẹp trai. Nạp Lan Ca khẽ nhoẻn môi cười, sau đó chậm rãi ngồi dậy vươn vai. Lúc này, Diệp Quân mở mắt, nhìn tuyệt thế giai nhân trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp bỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Là Lạc Chiêu Kỳ. Hôm nay Lạc Chiêu Kỳ mặc một bộ váy dài màu đỏ rộng rãi, dáng người uyển chuyển. Cô ta vốn đã xinh đẹp, lại mặc bộ váy dài đỏ thẫm này khiến cô ta trở nên gợi cảm hơn nhiều. Lạc Chiêu Kỳ nhìn mọi người, cười nói, các vị, mời. Vừa dứt lời, dưới chân mọi người bỗng xuất hiện một trận pháp dịch chuyển. Trận pháp dịch chuyển khởi động, chớp mắt sau mọi người đã biến mất. Lúc lần nữa xuất hiện, bọn họ đã đến hoang địa. Diệp Quân nhìn ra xa, bốn bề mênh mông. Ở cách đó vạn trượng có bầy 10 lá cờ, khoảng cách giữa mỗi lá cờ là mấy nghìn trượng, vô cùng rộng rãi. Trên lá cờ chính giữa viết hai chữ thiếp vàng lớn, hạng nhất. Ánh mắt mọi người đều lập tức đổ dồn về phía lá cờ hạng nhất đó. Vẻ mặt của mỗi người đều khác nhau. Lúc này, máy chiếu ảnh xuất hiện trên tầng mây. 360 châu đều phát sóng trực tiếp. Lúc này, bên phải mọi người, bỗng một thạch đài khổng lồ từ dưới đất nhô lên, thạch đài dài rộng ngàn trượng, trên thạch đài bỗng xuất hiện nhiều dãy bàn. Đài quan chiến. Sau đó, một đám người xuất hiện trên thạch đài. Đa phần là học viên và đạo sư đến từ thư viện quan huyên thượng giới, còn số ít còn là trưởng lão đến từ các đại thế gia và tông môn. Tóm lại, chỉ những thiên tài có thân phận mới có tư cách đến đây quan sát cuộc tỷ võ trong khoảng cách gần. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, mời viện trưởng. Vừa dứt lời, một người phụ nữ bỗng xuất hiện trên đài quan chiến. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu tím đậm, tóc dài xõa sau vai, thân hình đầy đặn, gương mặt tươi cười, đẹp không tả xiết. Viện trưởng thư viện quan huyên thượng giới, Triệu Tố. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Quân bỗng ngây ra như phỗng. Người phụ nữ này, hắn từng gặp. Hôm hắn giết trưởng lão của Huyền Thiên Tông đã bị một người phụ nữ cản đường, mà người đó chính là người phụ nữ trước mặt hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là viện trưởng của thư viện quan huyên thượng giới sao? Diệp Quân hơi sửng sốt. Lúc này, người phụ nữ cũng nhìn Diệp Quân, lúc hai người nhìn nhau,
bà ấy nháy mắt, trông hơi dí dỏm. Diệp Quân im lặng. Hắn không ngờ người phụ nữ này lại là viện trưởng của Thư viện Quan Huyên Thượng Giới. Sao ngày hôm đó đối phương không vạch trần mình? Lẽ nào vì mình là người của Thư viện Quan Huyên sao? Trong lòng Diệp Quân hơi ngờ vực. Lúc này, một ông lão và một người phụ nữ đẹp bỗng xuất hiện bên cạnh Triệu Tố. Trước ngực ông lão có đeo một huy hiệu, trên huy hiệu có một chữ quan nho nhỏ thiếp vàng. Người này chính là viên cổ đến từ Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu. Ở Trung Thổ Thần Châu, ông ta thuộc hội trưởng lão, là một nhân vật có thực quyền. Ông ta vừa xuất hiện đã dán mắt nhìn An Mục. Còn người phụ nữ đẹp đứng bên cạnh chính là trưởng lão của gia tộc Thần Qua, Ly Hoan. Mà bà ta vừa xuất hiện đã nhìn thẳng về phía Nạp Lan Ca. Bà ta cũng muốn An Mục kia, nhưng bà ta biết gia tộc Thần Qua không thể nào tranh được với Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu. Sau khi vào chỗ ngồi, Triệu Tố cười nói, viên trưởng lão, theo quy tắc xưa nay, người đoạt hạng nhất trong cuộc tỷ võ đều phải vào thư viện của ta để bồi dưỡng một khoảng thời gian rồi mới đến Trung Thổ Thần Châu, mà lần này ông lại đích thân đến đón cậu ta, gấp gáp vậy. Viên cổ khẽ gật đầu, Triệu viện trưởng, lần này đúng là bọn ta hơi gấp, khẩn cấp không thể chậm một ngày. Triệu Tố lấy làm lạ, sao đột nhiên lại cấp bách đến vậy? Viên cổ trầm giọng đáp, cuộc chiến tranh giành số mệnh. Triệu Tố hơi nheo mắt, đã bắt đầu rồi sao? Viên cổ gật đầu, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, bắt đầu rồi. Triệu Tố nặng nề hỏi, áp lực lớn lắm ư? Viên cổ cười khổ, đâu chỉ là lớn lắm, phải nói là áp lực khổng lồ. Nếu không phải vậy hôm nay bọn ta đâu cần phải vội vàng đến đón An Mục đi chứ? Nói rồi ông ta nhìn An Mục ở phía xa, khẽ nói, cũng chỉ có mình cậu ấy mới có khả năng tranh giành với mấy vị kia. Triệu Tố nói, kể về mấy vị kia đi. Sau một thoáng trầm lặng, viên cổ nói, gần đây, vũ trụ ngũ duy xuất hiện một người, người này trời sinh được một thân xác khác người, dùng thân thể người phàm để chứng thiên đạo. Nghe nói, người này có được truyền thừa chính thống của mộ thiên đạo. Còn mộ thiên đạo chính là người hộ đạo của gã. Mộ thiên đạo. Nghe vậy, Triệu Tố nheo mắt, chính là vị mộ thiên đạo năm xưa được xưng là tay kiếm thứ tư của nhân gian sao. Viên cổ gật đầu, đúng vậy. Triệu Tố trầm mặc, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Có thể khiến một nhân vật khủng khiếp cỡ này làm người hộ đạo cho mình, đối phương phải yêu nghiệt đến cỡ nào. Lúc này, viên cổ lại nói, ngoài kẻ này ra, đế tộc bất tử cũng xuất hiện một thiên tài siêu cấp. Nghe nói kẻ này đã hoàn toàn đánh thức huyết mạch bất tử, không chỉ thế, gã còn đánh thức một tia huyết mạch phong ma mà năm xưa kiếm chủ nhân gian đã để lại cho đế tộc bất tử. Đế tộc bất tử. Nghe vậy, vẻ mặt của Triệu viện trưởng bỗng nghiêm trọng hẳn. Là một trong sáu đại tộc của Thánh Địa, hơn nữa còn là đại tộc đứng đầu. Ngoài vài đại tộc siêu cấp ở vũ trụ Quan Huyên ra, đế tộc bất tử bây giờ chính là gia tộc đứng đầu ở vạn giới. Hơn nữa, dù là mấy đại tộc siêu cấp ở vũ trụ Quan Huyên cũng phải nể mặt đế tộc bất tử vài phần. Vì mẫu thân của kiếm chủ nhân gian đến từ đế tộc bất tử. Triệu Tố hỏi, vậy người hộ đạo của kẻ này là ai? Viên cổ trầm giọng đáp, nghe nói là vô biên chủ người năm xưa cùng chinh chiến thế giới hư chân với kiếm chủ nhân gian. Vô biên chủ. Triệu Tố chìm vào im lặng, trong lòng chấn động, lại là một đại lão tuyệt thế. Xuân gu di su giao, chu chi chiu ai, yao chia ie chu le y uê chao di tiên cai, chi gen y chu si, biên chân trinh trân cưa yao du. Yin wei ta y chu sâng biên si chuan xua trông đờ hoang gu sâng ti, ơ chia, tiên sâng sâng tong, su xua, su duen yao duen duen sâu ơ ya gu neng hai chin di quy le y tang yao chia, hao siang hai du o le chi hu giao chơ, ye bu chư chân di a viên cổ tiếp tục nói, ngoài ra, yêu giới cũng xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh. Người này vừa ra đời đã chấn động cả yêu tộc, vì gã vừa chào đời đã sở hữu thánh thể hoang cổ trong truyền thuyết. Thêm vào đó là thánh đồng trời sinh. Nghe nói, viện trưởng thư viện yêu viện nhị nha cô nương còn đích thân đến yêu giới, hình như còn làm người hộ đạo của gã. Không biết thật giả ra sao. Nói đến đây, ông ta bỗng dừng lại, sau đó nói tiếp, mấy vị kể trên đây đều là yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt, người hộ đạo thì lại càng khủng khiếp hơn, còn vị ở hệ ngân hà kia lại càng đáng sợ. Triệu Tố nhíu chặt mày, hệ ngân hà. Viên cổ gật đầu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng,
nghe nói vị ở hệ ngân hà kia chính là người mang thiên mệnh đời này. Nghe vậy, Triệu Tố sửng sốt. Người mang thiên mệnh? Người mang thiên mệnh đời trước là ai? Đó là kiếm chủ nhân gian đấy. Người mang thiên mệnh các đời đều là những nhân vật khủng bố sở hữu thiên phú vạn cổ vô song, hơn nữa, dường như đều mạnh vượt trội tất cả các thiên tài cùng thời. Mà bây giờ, lại xuất hiện người mang thiên mệnh tiếp theo rồi sao? Viên cổ cười khổ, bây giờ bà đã biết vì sao bọn ta phải gấp gáp đến vậy rồi chứ? Triệu Tố bỗng nhìn An Mục ở đằng xa, người hộ đạo của cậu ta là ai? Viên cổ trầm giọng đáp, theo bọn ta đoán thì có lẽ là An Võ Thần. An Võ Thần. Sắc mặt của Triệu Tố trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Như nhớ ra điều gì, Triệu Tố nhìn Diệp Quân đứng ở phía xa, ánh mắt tiếc nuối. Thời đại này khác với trước đây, không có người hộ đạo mạnh mẽ sẽ không đi xa được. Dù ngươi có thiên phú hơn người cũng không được. Người hộ đạo, con đường võ đạo dài bất tận, nếu không có người dẫn dắt và bầu bạn, một mình ngươi có thể đi bao xa. Nhân quả vô tận, số mệnh không thể thăm dò, nếu không có người bảo vệ, ngươi lấy gì để chống đỡ. Triệu Tố nhìn Diệp Quân đầy tiếc nuối. Vốn dĩ bà ấy rất xem trọng Diệp Quân, nhưng sau khi nghe xong người hộ đạo của những vị trên thì bà ấy cảm thấy tuyệt vọng. Trên hoang địa, hai mắt Diệp Quân đang nhắm hờ. Hôm nay Diệp Quân hắn phải tranh đoạt một phen. Tranh hạng nhất. Hắn của bây giờ không hề biết rằng, người Nam Châu lúc này đang hoan hô vì hắn. Đã rất lâu rồi Nam Châu không ai có thể lọt vào vòng thứ ba. Dù hôm nay hắn có đoạt được thứ hạng tốt hay không, ở Nam Châu, Diệp Quân hắn đã là anh hùng. Một bên khác, ánh mắt Tả Phu cũng đang dán chặt lên lá cờ hạng nhất kia. Lần này, mục tiêu của y cũng là hạng nhất. Vân Châu đã là Á quân quá nhiều năm rồi. Điều này đối với Vân Châu đã không còn là vinh dự mà là một loại sỉ nhục. Á quân vạn năm. Đúng là không dễ nghe cho lắm. Hàng ngàn năm nay, tất cả thiên tài của Vân Châu khổ cực tu hành, mục tiêu của họ chỉ có một, đó là tranh hạng nhất. Nhưng tất cả đều đã thất bại. Tả Phu chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải siết chặt. Còn những người khác? Sau khi nhìn lá cờ hạng nhất thì bắt đầu dịch chuyển ánh mắt. Hạng nhất này không phải ai cũng có thể tranh được đâu. Vân Châu và Thanh Châu thật đã đủ để họ tuyệt vọng rồi. Thượng Thành. Lúc này, Tiên Bảo Các đang mở cược. Đương nhiên là cược Châu nào giành được hạng nhất rồi. Tỷ lệ cược của Thanh Châu là 1-0-0-1. Cũng có nghĩa là ngươi cược 100 kim tinh chỉ nhận lại được 1 kim tinh mà thôi. Không thể tin được. Lại thêm, những ai đặt cược cho Thanh Châu chỉ được cược nhiều nhất 1.000 kim tinh thôi. Còn tỷ lệ cược của Vân Châu là 1:10. Có nghĩa là, nếu Vân Châu giành hạng nhất, người cược 1 kim tinh sẽ nhận được 10 kim tinh. Đừng nghĩ tỷ lệ này cao, cái sau đây càng cao hơn. Tỷ lệ cược của tất cả các châu còn lại là 1:1.000. 1.000 đấy. Nghĩa là nếu châu khác giành được hạng nhất, người cược 1 kim tinh sẽ nhận được 1.000 kim tinh. Quan trọng nhất là, không có giới hạn cược, thích cược bao nhiêu cược bấy nhiêu. 1.000 lần. Nhìn qua thì có vẻ khá xem thường những châu khác, nhưng thực tế thì chủ yếu là vì Thanh Châu đã giữ hạng nhất gần ngàn năm qua rồi. Lúc này, một người phụ nữ bước vào Tiên Bảo Các. Chính là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh bước vào trong đám người, chẳng bao lâu thì một giọng nói khiến người khác kinh ngạc vang lên, 5 vạn kim tinh cược Nam Châu giành hạng nhất. Lời vừa dứt, cả sảnh nhốn nháo hẳn lên. Tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh không để ý những người khác, quay người rời đi. 5 vạn kim tinh là tất cả tài sản của bà ấy. Hơn nữa, bà ấy còn mượn tống từ Kha Khá. Vì sao lại làm vậy? Vì người thanh niên kia đã từng nói với bà ấy một câu, hắn muốn tranh hạng nhất. Trong hoang địa. Lạc Chiêu Kỳ xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ta nhìn đám đông rồi cười nói, bắt đầu. Nói rồi, cô ta đi sang một bên. Lúc Lạc Chiêu Kỳ vừa dứt lời, 3 người Thanh Châu đã di chuyển. Trong ánh mắt của mọi người, họ đi thẳng tới lá cờ hạng nhất. Không quan tâm tới bất kỳ một ai. Đi thẳng đến hạng nhất. Tự tin và kiêu ngạo vậy đấy. Ngay lúc này, Tả Phu cũng di chuyển. Mục tiêu của y cũng là hạng nhất. Đối với việc này,
mọi người cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao lần nào cũng chỉ có Vân Châu mới có thể tranh giành với Thanh Châu thôi. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vì ba người Diệp Quân của Nam Châu cũng đi về phía lá cờ hạng nhất. Thấy cảnh này, đám đông đều kinh ngạc. Nam Châu này muốn làm gì vậy? Muốn tranh hạng nhất sao? Phải nói, lúc nhìn thấy cảnh này, không chỉ những người có mặt ở đó thấy sửng sốt. Mà đến người của 360 châu cũng ngây ra như phỗng. Nam Châu cũng muốn tranh hạng nhất sao? Nhất thời, vô số người của các châu bỗng cười sằng sặc. Có người cười mỉa, có kẻ tò mò, cũng có người ngờ vực. Ở thư viện Quan Huyên Nam Châu, khi mọi người thấy đám Diệp Quân đi về lá cờ hạng nhất thì cả thư viện đều tĩnh lặng. Đương nhiên, người trong thư viện cũng ngẩn cả ra. Đối với bọn họ, nếu tranh được hạng 10 đã là vô cùng tốt rồi. Mà bây giờ, đám người Diệp Quân lại muốn tranh hạng nhất. Lúc này, bỗng có một người hét lớn, ngầu đét. Bỗng chốc, bầu không khí ở thư viện Quan Huyên Nam Châu như sôi sùng sục. Đúng là máu huyết cuộn trào. Vô số tiếng la hét vang trời, chấn động cả tầng mây. Ở hoang địa, thấy đám người Diệp Quân cũng đi về phía lá cờ hạng nhất, khóe miệng của Triệu Tố đang ngồi trên đài quan chiến khẽ cong lên. Bà ấy biết, chắc chắn thằng nhóc này sẽ tranh giành một phen mà. Viên Cổ nhìn ba người Diệp Quân, không nói gì. Cách đó không xa, Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quân, hơi bất ngờ và tò mò. Lúc này, ba người Thanh Châu dừng bước. Mục Vân Hàn bỗng quay người nhìn Nạp Lan Ca, nghe nói cô là thể chất thánh linh. Nạp Lan Ca gật đầu, đúng vậy. Mục Vân Hàn nhìn chằm chằm Nạp Lan Ca, gương mặt xinh đẹp thế này, nếu chết như vậy thì đáng tiếc biết bao. Nạp Lan Ca khẽ cười, mời giết. Mời giết. Lời vừa dứt, đao của Mục Vân Hàn bỗng tuốt ra khỏi vỏ. Một nhát đao cực kỳ nhanh. Mọi người ở đó chỉ thấy đao quang chớp sáng, không rõ thân đao ở đâu. Vút, tiếng không khí bị xé toạc lạnh lót vang lên. Nhưng nhát đao nhanh như chớp này lại chém vào không khí. Không biết từ lúc nào Nạp Lan Ca đã xuất hiện ở cách đó mười mấy trượng về phía bên phải. Nhìn thấy cảnh này, Viên Cổ trên đài quan chiến hơi kinh ngạc, trình độ thời không của cô nhóc này lại thâm sâu đến vậy sao? Triệu Tố cũng khá bất ngờ. Trên mặt Ly Hoan kia lại nở ra một nụ cười. Mục Vân Hàn chém vào khoảng không thì nhìn Nạp Lan Ca, khá thú vị đấy. Dứt lời, cô ta lại xông về phía Nạp Lan Ca. Chớp mắt, đao quang lấp lánh. Lúc này Nạp Lan Ca cũng biến mất tại chỗ, thời không ở chiến trường bỗng dập dềnh như một làn sóng. Chẳng mấy chốc, hai cô gái đã lao vào trận đại chiến. Ngao Hám nhìn Tả Phu và Diệp Quân, hai người các ngươi, ai đánh với ta? Hai người đồng loạt lắc đầu. Sau đó cùng chỉ tay về phía An Mục. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ngao Hám bỗng trầm xuống, hai người như vậy khiến ta thấy mất mặt đấy. Nó rồi gã chỉ thẳng Tả Phu, ta đánh với ngươi. Tả Phu nhíu mày, vì sao? Ngao Hám nhìn Diệp Quân, hắn thích đá trứng, lắm. Diệp Quân đơ mặt ra. Tả Phu im lặng một lúc mới nói, ngươi ức hiếp ta không biết bị ổi đúng không? Diệp Quân đen mặt. Thấy bị xúc phạm. Ngao Hám bình tĩnh đáp, Tả Phu, so với tên ở Nam Châu này, ta thích đánh với ngươi hơn. Nào, để ta xem Vân Châu của các ngươi tiến bộ thế nào đi. Nói rồi, gã không phí nước bọt nữa, trực tiếp tung quyền về phía Tả Phu. Quyền này vừa xuất ra, một tiếng nổ chấn động vang lên, cực kỳ ghê người. Thể tu, Tả Phu nhìn Ngao Hám, đột nhiên hai tay hợp thành hình chữ thập, lẩm nhẩm niệm chú. Chớp mắt, một luồng ánh sao bỗng giáng từ trên trời xuống. Rầm. Trong tích tắc, Ngao Hám kia bị đánh văng ra mười mấy trượng, còn chỗ gã vừa đứng thì xuất hiện một hố sâu mấy chục trượng. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Ngao Hám nhìn thân thể cháy đen của mình, sau đó kinh hãi hét lên với Tả Phu, ngươi là thuật sư trong truyền thuyết. Thuật sư là một danh xưng vừa cổ xưa vừa thần bí. Nghe nói cường giả ở cấp bậc này dễ dàng điều động sức mạnh vạn pháp vạn vật trong thiên địa, ghê gớm hơn là, thậm chí có thể đánh rơi sức mạnh pháp tắc của một nơi, cực kỳ khiếp người. Lúc này, đám người Triệu Tố ngồi trên đài quan chiến không thể ngồi yên được nữa rồi. Thuật sư, bọn họ cũng không ngờ,
lần này Vân Châu lại xuất hiện một thuật sư. Diệp Quân nhìn Tả Phu, cũng thấy hơi bất ngờ, như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn hạ bộ của Tả Phu. Thấy vậy, Tả Phu vội nói, ta không đánh với ngươi. Nói rồi, y hơi ngập ngợ, lại nói, không phải là ngươi không mạnh, mà là. Tóm lại, ta không muốn đánh với ngươi đâu. Diệp Quân. Cú đá của Diệp Quân đúng là khiến người ta đau đầu. Hắn có thể thất bại vô số lần nhưng chỉ cần trúng một lần thì chúc mừng ngươi, ngươi sẽ mất hoàn toàn sức chiến đấu. Nơi đó ngay cả yêu thú cũng không đỡ nổi, huống gì con người. Đúng lúc này, An Mục bỗng nói, hai người các ngươi đừng tranh nữa, cùng lên đi. Cùng lên. Vừa nói thế, xung quanh lập tức náo động. Một đánh hai. Lúc này mọi người ở Thanh Châu đều nghe thấy lời An Mục nói, nghe thế mọi người đều sôi sục. Một đánh hai. Tự tin như thế. Bá đạo như thế. Người Thanh Châu là vậy đấy. Mãi đỉnh. Trên đài quan sát, Viên Cổ vuốt râu nói tốt, tốt, tốt lắm. Nói liên tục tận ba chữ tốt. Đã đi trên con đường võ thuật cần phải có chí khí như vậy. Triệu Tố nhìn An Mục mỉm cười, đúng là bá đạo. Bên dưới, Diệp Quân nhìn An Mục, sau đó nhìn Tả Phu, ta cho ngươi 5 vạn kim tinh, để ta đánh hắn trước. Tả Phu lắc đầu, ta cho ngươi 10 vạn kim tinh, để ta đánh hắn trước. Diệp Quân gật đầu, được. Ê! Tả Phu sửng sốt nhìn Diệp Quân. Diệp Quân giơ tay phải ra, đưa cho ta, ngươi đánh hắn trước đi. Tả Phu im lặng một chốc rồi lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho Diệp Quân. Trong chiếc nhẫn không gian lại có 10 vạn kim tinh thật. Diệp Quân cất chiếc nhẫn đó đi, sau đó nhìn Tả Phu, các ngươi có tiền thật đấy. Tả Phu do dự rồi nói, Diệp công tử, có phải đến 5 vạn kim tinh mà ngươi cũng không có không? Diệp Quân lắc đầu, không có. Đúng là hiện giờ hắn không có thật, nếu bán nội đan đi thì vẫn có. Nhưng vẫn rất nghèo. Bây giờ tu luyện tốn nhiều tiền quá. Tả Phu nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, ngươi keo kiệt thật đấy. Diệp Quân mỉm cười, Tả huynh cố lên. Nói rồi hắn lùi sang một bên. Lúc này An Mục bỗng nói với Diệp Quân, ngươi chắc chắn không lên cùng hắn sao? Diệp Quân lắc đầu, không cần. Nói rồi hắn lùi sang một bên. Hai đánh một dù thắng cũng không vinh quang. Hơn nữa không cần làm vậy. An Mục nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Tả Phu, ra tay đi. Tả Phu gật đầu, hai tay y hợp thành chữ thập, miệng niệm chú gì đó, cả võ đài bỗng chốc nổi lên một cơn cuồng phong dài mấy mươi trượng, ngay sau đó cơn cuồng phong này bỗng biến thành vô số lưỡi gió đánh về phía An Mục. Vèo! Từng tiếng xé tan không khí dày đặc liên tục vang lên, cực kỳ đáng sợ. Ở phía xa, tay trái An Mục bỗng để ra phía sau, tay phải gã giơ ra trước, sau đó chậm rãi siết chặt rồi thu về phía sau. Một giây sau, đánh ra một quyền khá mạnh. Cú đấm này mang theo quyền mang đáng sợ, sức lực mạnh mẽ lập tức phá tan lưỡi đao gió đó. Quyền ý. Thấy thế tất cả mọi người đều biến sắc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. An Mục nhìn Tả Phu ở đằng xa, ngươi vẫn còn cơ hội cuối cùng để ra tay, dùng chiêu mạnh nhất của ngươi, đừng lãng phí thời gian. Tả Phu gật đầu, được. Nói rồi y chắp hai tay lại thành chữ thập. Miệng lầm bầm mấy lời chú cổ xưa. Rắc, thời không trên đỉnh đầu hai người bỗng chốc nứt ra, vô số tinh không xuất hiện trong thời không bị nứt ra đó. Cùng lúc đó một uy lực ngút trời đáng sợ cuốn lấy cả hoang địa. Thời không đang rung chuyển. Mặt đất nứt toác ra. Nhìn thấy cảnh này, Viên Cổ ở trên đài quan sát bỗng đứng lên, ông ta nhìn chằm chằm Tả Phu ở đằng xa, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, đây là thuật thần thông cấp thần. Cấp thần. Nghe thế mọi người đều biến sắc. Thuật thần thông vốn dĩ là hung hãn đến mức nghịch thiên, còn cấp thần lại vô cùng khủng khiếp. Dù là thư viện quan huyên thượng giới cũng không có thuật thần thông cấp thần. Từ sau khi võ đạo bị đứt đoạn vào năm đó, thuật thần thông này trở nên cực kỳ hiếm thấy, mà thuật thần thông cấp thần cũng cực kỳ hiếm có dù là ở Trung Thổ Thần Châu. Nhưng nó lại xuất hiện ở đây. Thời không đã bắt đầu méo mó biến hình. Mặt đất càng nứt toạc từng tầng. An Mục ngẩng đầu lên nhìn thời không nứt ra đó, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Lúc này Tả Phu bỗng nói, quần tinh. Vừa dứt lời. Từng luồng tinh quang bỗng bắn ra từ chỗ sâu trong tinh không xa xôi đó.
Thoáng chốc vô số tinh quang này xuyên qua vết nứt thời không như sao băng lao xuống chỗ An Mục ở bên dưới. Xoẹt xoẹt. Sau khi vô số tinh quang này xuất hiện, thời không ở đây bỗng nứt ra như một mạng nhện, vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Viên Cổ ở trên đài quan sát thay đổi, suýt nữa đã ra tay, lúc này Triệu Tố bỗng nói, Viên trưởng lão. Nghe thế Viên trưởng lão mới hoàn hồn. Không thể nhúng tay vào được. Đây là trận quyết đấu công bằng. Viên Cổ buông tay phải ra, sau đó nhìn An Mục. Diệp Quân cũng nhìn vô số tinh quang rơi xuống đó, ánh mắt hắn hiện lên vẻ suy tư. Phải nói là thuật thần thông lớn mạnh này có uy lực không tầm thường. Chiêu này đủ để hủy diệt một tòa thành. Lúc này vô số tinh quang như muốn nhấn chìm An Mục. Rầm rầm. Bỗng chốc hàng chục đám mây hình nấm cực lớn xuất hiện do va chạm, cao đến gần mấy trăm trượng. Lúc này mặt đất cũng sụp xuống, sóng xung kích cực mạnh từng tầng một lan tràn ra bên ngoài, mọi người trên hoang địa liên tục lui về phía sau. Khoảng 15 phút sau, võ đài mới dần trở lại bình thường. Lúc này vị trí An Mục đứng lúc nãy đã biến thành một cái hố sâu, cái hố này sâu đến mấy mươi trượng. Ngay lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Chỉ thấy một người chậm rãi bay lên từ trong cái hố sâu. Người xuất hiện chính là An Mục. Mà gã lại không hề bị thương tổn chút nào. Thấy thế mọi người đều sửng sốt. Đối đầu trực diện với chiêu thuật thần thông cấp thần thế mà lại không hề hấn gì. Đây có còn là người nữa không? Vẻ mặt Viên Cổ trên đài quan sát dường như nhẹ nhõm hẳn, sau đó nở một nụ cười, ông ta ngồi xuống, vuốt râu cười nói, hay lắm. Triệu Tố nhìn An Mục, một hồi lâu mới nói, nghịch thiên. Tả Phu đứng đối diện với An Mục nhìn thấy gã không bị thương tổn gì, ánh mắt hiện lên vẻ không còn cách nào khác, y hợp hai tay lại thành chữ thập, khẽ nói, ngươi thắng rồi. Nhận thua, ngay cả thuật thần thông cấp thần cũng không thể khiến gã bị thương. Y biết y không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. 1000 năm nay, người trước mặt này mới là thiên tài quái dị hơn bất kỳ thiên tài ở Thanh Châu trong quá khứ. Vì các thiên tài yêu nghiệt trong 10 lần trước không ai có thể dễ dàng đỡ được thuật thần thông cấp thần của y cả. Thanh Châu, không hổ là nơi sinh ra thiên tài quái dị tuyệt thế kiếm chủ nhân gian. Sau khi nhận thua, Tả Phu xoay người đi sang một bên. Lần này mục tiêu của y lại là hạng 2. Ở cách đó không xa, vẻ mặt An Mục vẫn rất bình tĩnh, gã không nói gì, xoay người đi về phía lá cờ hạng nhất. Gã vẫn rất thản nhiên, không có bất kỳ vẻ mặt vui mừng nào. Vì gã chưa từng xem người ở đây là đối thủ của mình, ánh mắt gã vẫn luôn hướng về trung thổ thần châu. Không phải là tự phụ, mà là tự tin. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng phức tạp. Lần này lại là Thanh Châu đứng nhất. Không hề có chút hồi hộp nào. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, khoan đã. Nghe thế mọi người đều nhìn sang, người nói chính là Diệp Quân. Mọi người sửng sốt. An Mục dừng bước, gã xoay người nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, đến lượt chúng ta. Nghe hắn nói thế, cả võ đài đều xôn xao. Còn muốn đánh hả? Không biết tự lượng sức mình thế à? An Mục nhìn Diệp Quân, người nghĩ còn cần thiết sao? Diệp Quân, đương nhiên. An Mục nhìn Diệp Quân, nhớ lấy, người chỉ có một cơ hội ra tay, vì lúc ta ra tay, người không còn cơ hội nào nữa đâu. Chỉ có đúng một cơ hội ra tay. Tất cả mọi người đang có mặt đều không hề cảm thấy An Mục đang chém gió. Gã là chàng trai mà ngay cả thuật thần thông cấp thần cũng chẳng thể làm bị thương nổi đấy. Lúc này, người của 360 châu đều đang nhìn về phía Diệp Quân. Không thể không nói, ở trong mắt rất nhiều người, chàng trai tới từ Nam Châu này không biết tốt xấu. Trên đài quan chiến, Triệu Tố nhìn Diệp Quân, cười nói, thú vị đấy. Bà ấy cũng không ngờ Diệp Quân giờ lại dám khiêu chiến cả An Mục. Phải biết rằng, ban nãy An Mục mặc dù không hề ra tay, nhưng tất cả mọi người đều đã cảm nhận được thực lực của gã. Mà dù là như vậy thì Diệp Quân vẫn dám khiêu chiến với gã. Tự tin, tự phụ, rất nhanh sẽ biết ngay thôi. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Diệp Quân chậm rãi bước tới trước mặt An Mục, khẽ cười nói, có thể bắt đầu được chưa? An Mục gật đầu, được. Gã vừa dứt lời, cả người Diệp Quân đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tốc độ cực nhanh. Vào khoảnh khắc Diệp Quân biến mất,
Hai mắt An Mục khẽ nheo lại, cánh tay phải của gã đột nhiên giơ lên ngăn phía trước, nhờ điều đó mà gã đã cản được đòn đánh thẳng vào yết hầu của Diệp Quân. Ngay giây sau, Diệp Quân đột nhiên giơ chân lên đá về phía hông của An Mục. Lúc này, An Mục đã lùi về sau gần 10 trượng, Diệp Quân đá thẳng ngay vào khoảng không, nhưng An Mục vừa mới dừng lại, Diệp Quân đã lại xông tới trước mặt gã giống như ma quỷ. An Mục giơ tay tung ra một cú đấm. Ầm. Sức mạnh cường đại cứ thế làm cho thời không trước mặt hắn chấn động tới độ nứt toác cả ra. Rất rõ ràng, gã đang muốn đánh bại Diệp Quân chỉ với một cú đấm. Thế nhưng cú đấm của gã lại đánh thẳng vào không trung. Diệp Quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh gã, một giây sau, một cú đấm giáng thẳng lên trên đầu gã. Bốp! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, An Mục bị đánh bay ra xa, mà vào khoảnh khắc gã bay ra, Diệp Quân đột nhiên xông lên trước, nháy mắt đã áp sát An Mục, sau đó lại tung một cú đấm về phía yết hầu của An Mục. Bốp! An Mục bay ra sau, Diệp Quân lại biến mất khỏi vị trí. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị lập tức xuất hiện, từng tàn ảnh không ngừng công kích về phía An Mục, những tiếng vang âm trầm liên tiếp phát ra, nghe hết sức kinh người. Chẳng bao lâu sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, An Mục đã bị đánh lui ra sau cả trăm trượng. Tốc độ hoàn toàn lấn át. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đang có mặt đều ngơ ngác. Cậu thanh niên tới từ Nam Châu này lại mạnh tới vậy sao? Mọi người đều kinh ngạc tới độ trợn mắt há mồm. Trên đài quan chiến, Viên Cổ nhìn Diệp Quân phía bên dưới, hai mắt híp lại, tốc độ thật khủng bố. Triệu Tố khẽ gật đầu, trong lòng cũng rất kinh ngạc, tốc độ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với Diệp Quân mà bà ấy gặp lúc ban đầu. Rất rõ ràng, trong khoảng thời gian vừa qua tên này lại có một sự nâng cao cực lớn rồi. Đúng vào lúc này, bên trong cơ thể An Mục đột nhiên bộc phát sức mạnh khủng bố, bấy giờ, Diệp Quân đã lùi ra xa mười mấy trượng, thành công né được sức mạnh khủng khiếp này. Sự linh hoạt này rõ ràng khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều trố mắt nhìn. Đương nhiên càng bất thường hơn là sau khi bị Diệp Quân nện cho một hồi lâu như vậy mà An Mục lại vẫn còn sống. Hơn nữa còn chẳng hề bị thương chút nào. Đây là một thể tu sao? Tất cả mọi người đang có mặt đều kinh hãi nhìn An Mục. Phía xa, An Mục vặn cổ, xương đột nhiên kêu lên răng rắc. Gã nhìn về phía Diệp Quân ở nơi xa, phải thừa nhận rằng, ngươi khiến cho ta rất kinh ngạc, tốc độ này của ngươi, dù là ta thì cũng còn kém xa nhiều lắm. Diệp Quân trầm mặc. Ban nãy hắn đã tung ra hết các đòn chí mạng, thế nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho đối phương bị thương. Lẽ nào đối phương thật sự là thể tu? Diệp Quân hơi hoài nghi. Lúc này, An Mục đột nhiên nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng tiếc là ngươi lại chẳng thể phá vỡ phòng ngự của ta. Vừa dứt lời, tay phải của gã đột nhiên giơ lên, sau đó nằm sấp người bên trên mặt đất. Trong nháy mắt, cả mặt đất trở nên rung động kịch liệt, ngay sau đó, từng luồng sức mạnh đáng sợ khủng bố quy tụ lại từ sâu bên trong lòng đất, cuối cùng đổ dồn vào trong lòng bàn tay gã giống như nước thủy triều. Sức mạnh mặt đất. Lúc này, trên đài quan chiến có người hét lên. Cũng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ. Phía xa, trong mắt An Mục lóe lên một tia sáng sắc lạnh, tay phải của gã vung lên trên cao, phẫn nộ gào lên, nứt đất. Ngay lập tức, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh bị gã mở ra, cùng lúc này, luồng sức mạnh cường đại cùng men theo mặt đất lao thẳng về phía Diệp Quân đang bổ nhào về phía gã. Một người có sức mạnh cường đại có thể chiến thắng tất cả. Gã đang muốn dùng sức mạnh để phá hủy tốc độ của Diệp Quân. Luồng sức mạnh này không hề yếu hơn thuật thần thông cấp thần trước đó. Thế nhưng, cảnh tượng xuất hiện ngay sau đó lại khiến cho ba người Triệu Tố bên trên đài quan chiến phải đứng phắt dậy. Bởi vì lúc này, chỉ có bọn họ mới có thể nhìn rõ được tốc độ của Diệp Quân. Chỉ thấy Diệp Quân liên tục tung ra những cú đấm bên trong khoảng đất đó, mà mỗi một lần hắn tung đòn đều nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của luồng sức mạnh đó. Chỉ cần ba cú đấm, Diệp Quân đã phá giải được đòn đánh khủng bố này, ngay sau đó, hắn lại xuất hiện trước mặt An Mục giống như ma quỷ. Dùng sự nhanh nhạy để công phá sức mạnh. Lúc nhìn thấy Diệp Quân lại xuất hiện trước mặt mình, đôi đồng tử của An Mục đột nhiên co lại, trong mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Một giây sau,
Bốp! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, An Mục bay ngược ra sau. Ngay sau đó lại xuất hiện cảnh tượng xuất hiện ban nãy, chỉ thấy từng tàn ảnh không ngừng công kích An Mục. Dưới sự công kích điên cuồng của những tàn ảnh này, An Mục ngay tới sức đánh trả cũng chẳng có. Rõ ràng đã bị đánh túi bụi. Tất cả mọi người đang có mặt đều há mồm trợn mắt. Trên đài quan chiến, Viên Cổ nhìn An Mục bị đánh đến mức không còn sức để đánh trả phía xa, biểu cảm hơi khó coi, người này chỉ có cảnh giới ngự không, tại sao tốc độ của hắn lại nhanh tới vậy? Triệu Tố cũng hơi hoài nghi. Tốc độ này của Diệp Quân thật sự nhanh tới độ hơi không bình thường. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ phía bên cạnh đột nhiên nói, con từng thấy hắn tu luyện ở tháp trọng lực thời không? Triệu Tố nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ, hắn có từng nói hắn ở tầng thứ mấy không? Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói hắn ở tầng thứ 9. Tầng thứ 9. Triệu Tố và Viên Cổ đều sững sờ, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc. Triệu Tố nhẹ giọng nói, chả trách tốc độ của hắn lại có thể nhanh tới trình độ này. Hóa ra hắn đã vào trong tầng thứ 9 rồi. Hơn nữa, rất có khả năng hắn đã phá được cửa ải ở tầng thứ 9. Nghe vậy, biểu cảm của Lạc Chiêu Kỳ phía bên cạnh đột nhiên trở nên phức tạp, cô ta liếc nhìn tàn ảnh phía xa, mỉm cười tự giễu. Hôm đó lúc Diệp Quân nói với cô ta hắn ở tầng thứ 9, cô ta đã không tin, còn nói mát đối phương một câu. Hóa ra bản thân mình mới là tên hề. Nghĩ tới đây, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên thẹn quá hóa giận, tên này, lúc đó ta hiểu nhầm ngươi, vậy mà ngươi lại chẳng phản bác chút nào. Đúng là bực bội. Phía xa, Diệp Quân đang điên cuồng công kích An Mục, hắn đã lấy ra một con dao găm, chém liên tục vào chỗ hiểm của An Mục. Thế nhưng vẫn không có tác dụng. An Mục lại dùng thân xác ngăn cản lại tất cả đòn công kích chí mạng của hắn. Đúng vào lúc này, một khí tức khủng bố đột nhiên dâng lên bên trong cơ thể An Mục. Đồng tử của Diệp Quân đột nhiên co lại, hắn phản ứng rất nhanh, vào khoảnh khắc nhận ra không ổn đã lập tức lùi ra sau, nhưng vẫn hơi muộn. Diệp Quân bị chấn động tới độ văng ra xa mấy chục trượng. Bấy giờ, tất cả mọi người đang có mặt đều ngẩn ra. Chỉ thấy trên đỉnh đầu An Mục có một con rồng màu vàng đang uốn lượn. Rồng. Tất cả mọi người đều đờ cả ra. Chân Long. Trên đài quan chiến, Viên Cổ đứng bật dậy, ông ta nhìn An Mục phía xa, trong mắt ngập tràn vẻ phấn khích. Rồng thật, đây là tộc Chân Long tới từ Trung Thổ Thần Châu, ấy vậy mà hắn lại có được sự thừa nhận của tộc Chân Long, ha ha. Hắn lại có được sự bảo hộ Chân Long từ tộc Chân Long, ha 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 ha. Tiếng cười của Viên Cổ không có chút kiêng nể gì. Chân Long. Lúc này, xung quanh tĩnh lặng tới độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Đây là Long tộc trong truyền thuyết sao? Hơn nữa còn là tộc Chân Long đứng đầu bên trong Long tộc. An Mục này thế mà lại nhận được sự bảo hộ của tộc Chân Long. Lúc này, mọi người cũng hiểu ra tại sao năng lực phòng ngự của An Mục lại nghịch thiên tới vậy. Là có Chân Long đang bảo hộ. Diệp Quân nhìn con Chân Long phía xa, cũng hơi kinh hãi, hắn không ngờ bên trong cơ thể tên này lại có một Chân Long đang bảo vệ. Chân Long. Thứ này chỉ là sinh vật trong truyền thuyết ở Nam Châu. Hắn không ngờ mình lại gặp được ở nơi này. Diệp Quân cảm thán trong lòng, tháp ra, người xem, rồng đó. Tiểu tháp. Phía xa, An Mục trừng mắt nhìn Diệp Quân, biểu cảm cực kỳ khó coi, phải nói rằng, ta không ngờ phải để lộ một con át chủ bài của mình ở nơi này. Vốn dĩ gã không muốn dùng con át chủ bài, nhưng đáng tiếc là lúc giao đấu với Diệp Quân, hắn phát hiện ra tốc độ của chàng trai trước mắt mình thực sự quá đỗi nghịch thiên. Nghịch thiên tới độ gã buộc phải dùng đến con át chủ bài này của mình. Bởi vì không dùng thì hắn chỉ có thể bị động chịu đòn tiếp. Mặc dù Diệp Quân cũng chẳng thể đánh chết được hắn, nhưng chủ yếu là sẽ mất hết thể diện. Diệp Quân liếc nhìn ảo ảnh con Chân Long trên đỉnh đầu An Mục, đây không phải bản thể của rồng, bản thể của rồng vẫn ở bên trong cơ thể An Mục. Rồng. Không thể không nói, hắn vẫn hơi kiêng dè trước loài sinh vật này. Đương nhiên, bây giờ hắn không hề sợ hãi. Chân Long. Dù ngươi có là thần thì hôm nay Diệp Quân ta cũng phải đấu một trận. Cánh tay phải của hắn từ từ siết chặt lại, lần này, hắn đã không định nương tay nữa. Lúc này, An Mục đột nhiên chậm rãi tiến về phía Diệp Quân, gã nhìn Diệp Quân,
nói đầy hiểm ác, tới mà cảm nhận uy lực huyết mạch từ chân long đi. Vừa dứt lời, gã đột nhiên phẫn nộ gầm lên. Vào khoảnh khắc gã gầm lên, chân long hư ảo trên đỉnh đầu gã đột nhiên mở to hai mắt, một giây sau, nó mở miệng gào lên. Ầm. Sức ép huyết mạch chân long hết sức khủng bố đột nhiên tràn lan khắp đất trời. Rầm rầm. Trong nháy mắt, vô số người đang có mặt đều nằm bò lên trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Huyết mạch chấn áp. Huyết mạch của người bình thường sao có thể chống đỡ lại nổi sức ép huyết mạch của chân long. Cho dù là một số trưởng lão của thư viện Quan Huyên thì lúc này cũng chậm rãi khom người lại. Ngay cả Triệu Tố và Viên Cổ thì sắc mặt cũng hơi trắng bệch, mặc dù bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nhưng uy lực của huyết mạch đó thực sự quá mạnh, bọn họ dẫu sao cũng chỉ có huyết mạch bình thường, khó mà chống đỡ nổi. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người đang có mặt đều sững sờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân hiện đang đứng ở khu vực trung tâm của uy lực huyết mạch đó. Diệp Quân chẳng sao cả. Hắn đứng ở đó, đứng thẳng lưng, sắc mặt hết sức bình tĩnh, chẳng có chút vấn đề gì. Tất cả mọi người như hóa đá. Không sao cả. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hóa đá tại chỗ, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin. Trên đài quan chiến, Triệu Tố nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trong mắt bà ấy cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Đối mặt với uy lực huyết mạch chân long mạnh mẽ, vậy mà lại không hề hấn gì. Giờ phút này, đối diện với Diệp Quân, trong mắt An Mục cũng ngập tràn vẻ khó tin, ngươi. Sao có thể? Diệp Quân im lặng. Kỳ thật, hắn không biết tại sao hắn lại không hề bị thương. Sức ép huyết mạch kia dường như không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, vì sao uy lực huyết mạch chân long này không có tác dụng gì với ta? Tiểu tháp im lặng một lúc, nói, rất có khả năng đó là một rồng giả. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Rồng giả. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn về phía ảo ảnh chân long kia, chân long này không giận mà uy, thoạt nhìn không giống hàng giả. Hơn nữa, rất nhiều người xung quanh đều bị uy hiếp bởi uy chấn của chân long này. Nhưng mình lại không bị làm sao hết. Diệp Quân im lặng. Chắc chắn là tháp gia đang giấu mình chuyện gì đó. Lúc này, An Mục đột nhiên gầm lên một lần nữa, cùng với tiếng gầm này, đầu của ảo ảnh chân long cũng gầm lên một cách hung tợn. Cùng với tiếng gầm này, uy lực khủng khiếp của huyết mạch chân long bao trùm toàn bộ trời đất trong nháy mắt. Giờ khắc này, ngay cả thời không xung quanh cũng đã bắt đầu méo mó. Bấy giờ, thất khiếu của một số người ở gần đang chảy máu, các cơ quan nội tạng của bọn họ cũng bị xé nát. Thật kinh khủng. Xung quanh, vô số người rút lui. Người trên đài quan chiến giờ phút này cũng liên tục lùi về phía sau, không dám tới gần khu vực trung tâm của uy lực huyết mạch chân long kia. Nhưng Diệp Quân vẫn không có vấn đề gì. Hắn đứng ở đó không nhúc nhích. Diệp Quân nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều có vấn đề, nhưng hắn thì không sao cả. Hắn im lặng. Chuyện này có gì đó không đúng lắm. Đối diện với hắn, An Mục nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, giờ khắc này, gã cũng thấy hơi tê dại. Không bị sao cả. Tên trước mắt này thế mà lại không bị làm sao khi đối mặt với uy lực của chân long ư. Tại sao lại thế này? An Mục nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Diệp Quân liếc mắt nhìn An Mục, hắn không quan tâm nhiều như vậy, thân hình chợt lóe lên, rồi biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt An Mục thay đổi ngay lập tức, gã định lui về phía sau, ngay lúc này, một con dao găm đã chém vào cổ họng gã. Hừ, một ánh lửa bắn tung tóe. An Mục không sao cả. Đúng lúc này, quanh người An Mục đột nhiên vang lên từng tiếng chém đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, Diệp Quân đã chém mấy chục nhát đao. An Mục bị chém liên tục lùi lại, trong lúc đó, đương nhiên An Mục có đánh trả. Nhưng những đòn đánh trả của gã đều bị Diệp Quân dễ dàng tránh né. Nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu của rất nhiều người trong hoang địa đều hơi tê dại. Tốc độ này của Diệp Quân, quả thật quá nghịch thiên. Tốc độ này thực sự sẽ khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng biến thái hơn là dưới đòn công kích mãnh liệt như vậy của Diệp Quân, An Mục lại không bị làm sao. Một lát sau, Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn về phía con dao găm trong tay, giờ phút này. Con dao găm của hắn đã bị chém đứt. Diệp Quân nhìn về phía An Mục ở phía xa, An Mục vẫn không hề hấn gì. Diệp Quân trầm mặc,
khả năng phòng thủ này, không thể giải quyết. Xa xa, An Mục nhìn Diệp Quân, ta có chân long chia sẻ phòng ngự, đừng nói ngươi, cho dù có là cường giả cao hơn ta hai cảnh giới, cũng không giết được ta. Diệp Quân liếc mắt nhìn An Mục, không nói gì. Bấy giờ, tay phải An Mục đột nhiên giơ lên, sau đó siết chặt, đầu ảo ảnh chân long trên đỉnh đầu gã đột nhiên vươn ra một cái móng vuốt rồng nâng cao, một giây sau, An Mục mạnh mẽ đánh một đòn xuống chỗ Diệp Quân. Với cú đánh này, móng vuốt của chân long đột nhiên đập mạnh trên trời xuống. Rắc! Khi móng vuốt giáng xuống, không gian giữa chiến trường lập tức nứt ra, một sức mạnh khủng bố hủy trời diệt đất quét xuống. Phía dưới, hai mắt Diệp Quân nheo lại, cả người hắn run lên, chợt lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách mấy chục trượng. Ầm ầm! Khi hắn vừa rút lui, mặt đất trước mặt hắn sụp đổ, biến thành một cái hố khổng lồ sâu hàng chục trượng, không chỉ vậy, dư âm mạnh mẽ còn làm sụp đổ mặt đất trong phạm vi hàng trăm trượng. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt An Mục, sau đó chém một đao vào đôi mắt gã. Lúc này hai mắt An Mục nhắm chặt, ánh sáng màu vàng hiện lên. Xịt! Một ánh lửa bắn ra từ trong mắt An Mục. Không sao cả. Một đòn tấn công không có kết quả, Diệp Quân vừa định lùi lại, lúc này, An Mục đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt có hai luồng ánh sáng vàng lóe lên. Diệp Quân nheo mắt lại, cả người lùi mạnh về phía sau, nhưng vẫn hơi muộn. Ầm! Diệp Quân bị đánh bay thẳng ra ngoài mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn về phía bàn tay phải của mình, da của cánh tay phải của mình đã hơi cháy đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Nạp Lan Ca nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Xa xa, An Mục nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trên người gã tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đó chính là chân long bảo vệ trong truyền thuyết. Có sự bảo vệ của chân long, gã sẽ luôn bất khả chiến bại. Trên đài quan chiến, Viên Cổ liếc nhìn Diệp Quân, mỉm cười, mặc dù hắn không tệ, nhưng thắng bại đã rõ ràng. Chân long bảo vệ. Có thứ này, đừng nói là Diệp Quân, cho dù là ông ta có ra tay, cũng không chắc chắn có thể giết được An Mục. Không hổ là người đã sớm được thư viện lựa chọn. Diệp Quân nhìn về phía An Mục. An Mục nói, không thể không nói, ép ta phải dùng con át chủ bài, ngươi. Đúng lúc này, một tiếng kiếm đột nhiên vang vọng mây trời. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một thanh khí kiếm đột nhiên đâm vào cổ họng An Mục. Hừ! An Mục liên tục lùi lại hơn 10 trượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Quân, chết lặng. Kiếm tu! Hắn là một vị kiếm tu. Trên đài quan chiến, Viên Cổ đột nhiên đứng bật dậy. Định ra tay, nhưng lại bị Triệu Tố ngăn lại. Đùa à! 360 châu đang xem cuộc chiến, nếu để cho người ngoài nhúng tay vào, danh tiếng của Thư viện Quan Huyên có thể bị hủy hoại. Giờ phút này Viên Cổ cũng định thần lại, ông ta buông hai tay ra, nhìn về phía chiến trường xa xa. Bấy giờ Diệp Quân chậm rãi đi về phía An Mục, mỗi một bước đi của hắn, đều có một thanh phi kiếm chém về phía An Mục, tốc độ còn nhanh hơn so với bản thân hắn gấp mấy lần. Vì vậy, nhiều người chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm quang lấp la lấp lánh. Xa xa, An Mục liên tục lùi lại, sau khi lùi gần trăm trượng, trong cơ thể gã đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng vàng đáng sợ. Ầm ầm, tất cả phi kiếm vào giờ khắc này đã bị nghiền nát. Ngay sau đó, trong ánh sáng vàng kia, ảo ảnh chân long kia chậm rãi ngưng kết lại. Là hiện thân của chân long. Vừa rồi mặc dù An Mục trúng một nhát kiếm của Diệp Quân, nhưng gã vẫn chưa chết, bởi vì vào thời khắc mấu chốt, chân long đã bảo vệ bên trong cổ họng gã. Trong hoang địa, tất cả mọi người đều đang nhìn vào chân long. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm trọng, còn có vẻ kính sợ. Chân long, cho dù là ở trung thổ thần châu, đó cũng là sự tồn tại đáng sợ đứng đầu chuỗi sinh vật. Chân long nhìn xuống Diệp Quân ở phía dưới, giờ phút này ở trước mặt chân long. Diệp Quân ở phía dưới nhỏ bé tựa như một con kiến mà thôi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía đài quan chiến, hắn chỉ vào chân long, ta đánh với nó hay đánh với An Mục. Tất cả mọi người đều im lặng. Chân long xuất hiện, điều này đã khiến trận đấu thay đổi. Lúc này, An Mục đột nhiên nói, nó đã ký khế ước với ta, ta sẽ sống chết cùng với nó, có thể nói, nó là cộng sự của ta. Nếu ngươi có đồng bọn,
cũng có thể gọi ra. Cộng sự. Triệu Tố nhìn Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp, điều này không vi phạm quy tắc. Phần thứ ba này tranh đấu không có quy tắc, ngoại trừ gọi người ngoài hỗ trợ thì có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bà ấy dừng lại rồi nói tiếp, nếu ngươi chấp nhận thua ngay bây giờ thì cuộc chiến có thể kết thúc ở đây. Bà ấy vẫn quý trọng nhân tài, muốn giữ Diệp Quân lại. Kiểu thiên tài như An Mục sẽ bị đưa đi, nhưng nếu kiểu thiên tài như Diệp Quân có thể ở lại trong thư viện thượng giới, vậy đối với thư viện mà nói cũng là một chuyện may mắn. Diệp Quân im lặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt Triệu Tố trở nên phức tạp. Bà ấy nhìn thấy sự bất khuất và ý chí chiến đấu trong mắt cậu thanh niên này. Thật đáng tiếc. Triệu Tố thầm thở dài. Đúng lúc này, chân long kia đột nhiên gầm lên với Diệp Quân. Ầm. Không gian chấn động. Mặt đất vào giờ khắc này sụp đổ tầng tầng lớp lớp. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn chân long, tay phải chậm rãi siết chặt, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo tay hắn lại. Là Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca mỉm cười, ta chiến đấu với huynh. Sao cô có thể không nhìn ra, Diệp Quân chắc chắn không thể nào nhận thua. Nếu đã như vậy, thì cùng nhau đối mặt với nó. Cùng lắm là chết thôi. Cuộc sống này hiếm khi gặp được một người mình thích, nếu không thể sống cùng nhau, vậy thì chết cùng nhau. Diệp Quân mỉm cười, hắn nhìn về phía chân long, lúc này, chân long đột nhiên lao xuống, uy lực mạnh mẽ của chân long bao trùm trời đất trong nháy mắt, giờ khắc này, trời đất rung chuyển. Nó muốn giết chết Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm vào chân long, thời điểm này, cô không hề sợ hãi. Lúc này, Diệp Quân đang đứng bên cạnh đột nhiên dậm chân phải, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời. Thuấn sát nhất kiếm. Giờ phút này, thanh kiếm trong tay hắn đã đổi thành kiếm hành đạo. Vù! Một tiếng kiếm kêu đột nhiên vang vọng khắp trời đất. Trong ánh mắt của mọi người, một nhát kiếm đột nhiên xuyên thủng đầu chân long. Trong chớp mắt, Diệp Quân đã đứng trên đầu nó. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm mạnh mẽ chém một nhát vào phía trước. A! À, một tiếng gầm thét chói tai thê lương của chân long đột nhiên vang vọng trong trời đất. Ngay sau đó, chân long cực lớn cùng với vô số máu tươi chậm rãi rơi từ trên trời xuống. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây ra như khúc gỗ. An Mục không thể tin nổi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt này. Phá lớp phòng ngự của chân long. Nó là bản thể của chân long đấy. Bản thể của chân long đấy. Sao có thể? Trong ánh mắt của mọi người, chân long chậm rãi rơi xuống từ trên không trung, lúc này. Diệp Quân cầm kiếm mạnh mẽ chém xuống. Đối mặt với chân long, hắn gần như không dám cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Phải đánh mất sức chiến đấu của đối phương. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người lập tức bị biến đổi một cách kịch liệt. Hắn muốn giết rồng. Giết rồng. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc này, chân long đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ thê lương, giống như đang triệu hồi, ngay sau đó. Thời không phía sau Diệp Quân đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận! Giọng nói lo lắng của Nạp Lan Ca đột nhiên vang lên. Trong lòng Diệp Quân hoảng sợ, hắn xoay người lại, một bóng dáng xinh đẹp chắn trước mặt hắn. Chính là Nạp Lan Ca. Ngay sau đó, một sức mạnh hủy trời diệt đất đột nhiên ập tới. Ầm ầm! Trong ánh mắt của mọi người, Diệp Quân và Nạp Lan Ca bay thẳng lên trên trời. Cơ thể của Nạp Lan Ca ngay lập tức giống như một tờ giấy đang cháy, biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân ngây ngốc như khúc gỗ trước mặt, cô đưa tay ra, nhưng không có sức lực, hơn nữa, tay phải của cô đã biến mất, giống như khói xanh bay tán loạn theo gió. Nạp Lan Ca nhẹ giọng nói, chỉ có thể đợi kiếp sau gả cho huynh rồi. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Sắc mặt của Triệu Tố đứng trên đài quan chiến trở nên u ám. Thế mà có người dám nhúng tay vào cuộc tỉ võ của thư viện Quan Huyên. Bà ấy vừa định ra tay nhưng ngay lúc này một bàn tay ngăn bà ấy lại. Chính là Viên Cổ. Viên Cổ lắc đầu, vị này là Ngao Tiêu đại trưởng lão của tộc Chân Long, nếu bà ngăn cản họ, thư viện Quan Huyên không sao nhưng bà có thể sẽ chết. Tộc Chân Long. Trong yêu giới ở Trung Thổ Thần Châu. Tộc này và tộc Vượn Thái Cổ là hai bá chủ lớn. Dù là thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu cũng sẽ không tùy tiện chọc vào.
vì mẫu tộc của tộc Chân Long tộc Thiên Long cổ xưa có cường giả đỉnh cấp nhậm chức ở Tổng viện của Thư viện Quan Huyên. So sánh chỗ chống lưng, Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu không thể đấu lại được. Nghe Viên Cổ nói thế, sắc mặt Triệu Tố trở nên cực kỳ khó coi. Bà ấy biết bà ấy không thể đấu lại tộc Chân Long, nếu hôm nay ra mặt thì Thư viện Quan Huyên sẽ không có chuyện gì nhưng bà ấy có thể sẽ chết như Viên Cổ nói. Tộc Chân Long không dám tiêu diệt Thư viện Quan Huyên, nhưng không có nghĩa không dám giết bà ấy, hơn nữa đối phương có thể thần không biết quỷ không hay mà làm chuyện này. Triệu Tố im lặng một lúc rồi nói, cứ để như vậy sao? Viên Cổ gật đầu, nhịn đi, nếu không thì sẽ chết. Triệu Tố siết chặt nắm đấm, im lặng không nói nữa. Một lúc sau, bà ấy nhắm mắt lại. Cảm giác bất lực thật sự, không có bất kỳ phần thắng nào. Bà ấy hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào khi đối mặt với những nhân vật tầm cỡ đến từ Trung Thổ Thần Châu. Liên hệ Tổng viện. Không phải không được nhưng bà ấy biết đối phương có thủ đoạn khiến bà ấy không thể liên lạc được với Tổng viện. Triệu Tố thầm thở dài, buông lỏng hai tay. Cuối cùng bà ấy cũng từ bỏ. Mặc dù tức giận nhưng hiện thực tàn khốc khiến bà ấy phải cúi đầu trước cường quyền. Ở đằng xa, Diệp Quân đập người rơi xuống đất nhưng lúc này cơ thể của Nạp Lan Ca ở trước mặt hắn đã biến mất hoàn toàn, cùng lúc đó linh hồn của cô cũng biến mất với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Không lâu sau, cô sẽ tan thành mây khói, biến mất khỏi thế gian này. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca trước mặt, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh. Ở cách đó không xa, Ngao Tiêu của tộc Chân Long lạnh lùng nhìn Diệp Quân, giết tộc Chân Long ta, người cũng xứng sao. Sở dĩ ông ta xuất hiện ở đây dĩ nhiên là để cứu Chân Long này. Đây là thiếu tộc trưởng của tộc Chân Long. Nếu bị một thanh niên giết ở đây thì chẳng phải tộc Chân Long sẽ trở thành trò đùa của Trung Thổ Thần Châu sao? Còn về quy tắc, ở Trung Thổ Thần Châu, có lẽ ông ta không dám phá vỡ quy tắc đó nhưng ở đây chỉ là quy tắc của một thư viện thượng giới nhỏ bé, ông ta xem thường. Ai dám nói gì? Ai dám? Ngao Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Quân. Lúc này trong mắt ông ta đằng đằng sát khí. Có thể phá được phòng vệ của tộc Chân Long, hơn nữa còn là một kiếm tu, sau này sẽ trở thành kẻ địch mạnh, tất nhiên ông ta sẽ không giữ lại. Tay phải ông ta siết chặt, sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Lúc này mọi người đều cảm nhận được sát khí của Ngao Tiêu. Người của 360 châu cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, sao có thể như vậy chứ? Đây chẳng phải là quyết đấu công bằng sao? Không phải là đang bắt nạt người ta sao? Tại sao Thư viện Quan Huyên không ai nói gì hết thế? Tại sao? Mọi người đều đang khó hiểu. Nhưng không ai đưa ra được câu trả lời. Đúng lúc này, Tiêu Qua ở cách đó không xa bỗng tức giận gào lên với đài quan chiến. Đây không phải là trận quyết đấu công bằng sao? Đây không phải là trận quyết đấu công bằng sao? Mọi người trên đài quan chiến đều im lặng. Họ biết điều này không công bằng. Triệu Tố đứng đầu cũng không nói gì. Bà ấy cũng biết không công bằng. Nhưng họ đều không nói. Họ chỉ nhìn thế thôi. Thấy tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt Tiêu Qua trợn trừng, còn thiên lý không chứ? Có còn công bằng không? Mọi người vẫn im lặng. Đối mặt với cường quyền thì còn thiên lý đâu nữa? Còn đâu công bằng? Không có ai dám đứng ra đối đầu với tộc Chân Long. Ngao Tiêu đó nhìn chằm chằm Diệp Quân định ra tay nhưng đúng lúc này, một sức mạnh bí ẩn bỗng bao vây linh hồn của Nạp Lan Ca sắp biến mất, cùng lúc đó một giọng nói bỗng vang lên, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Vừa dứt lời, một luồng sáng màu vàng bỗng phát ra từ trong người Diệp Quân. Ánh sáng màu tản ra xung quanh, một bóng dáng xuất hiện. Người xuất hiện chính là Tháp Gia. Ngao Tiêu nhìn chằm chằm Tháp Gia. Híp mắt, ngươi là cái gì đấy? Tháp Gia tức giận, ta là tổ tông của ngươi, thứ xúc sinh. Vừa dứt lời, Tháp Gia bỗng biến mất. Đồng tử Ngao Tiêu co rụt lại, tay phải ông ta đấm về phía trước. Rầm rầm. Ông ta vừa tung cú đấm, một luồng sáng màu vàng nổi lên, thời không lập tức nổ tung. Ánh sáng vàng đó vỡ nát trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Ngao Tiêu văng ra xa. Mọi người sửng sốt. Đúng lúc này hư ảnh đó bắt lấy đầu Ngao Tiêu, sau đó đập mạnh xuống đất. Bịch! Cả mặt đất đều vỡ tan. Mọi người đều há hốc miệng. Chân Long bị đánh bay ư.
Đúng lúc này Ngao Tiêu bỗng tức giận, hiện lại chân thân, một con rồng cực lớn dài hàng ngàn trượng bay lên trời. Ngay sau đó hư ảnh đó xuất hiện trên đỉnh đầu Ngao Tiêu, sau đó hư ảnh đó dậm mạnh một chân xuống. Bụp! Ngao Tiêu rơi xuống đất, trong khi ông ta đang rơi xuống, miệng ông ta liên tục nôn ra máu, hơn nữa còn kêu lên tiếng thảm thiết. Đánh treo! Mọi người đều kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Lúc này Ngao Tiêu vừa rơi xuống đất, hư ảnh đó xuất hiện trước bụng ông ta, hai tay bị tách mạnh sang hai bên. Xoẹt! Trước bụng chân long xuất hiện một cái lỗ rất lớn, sau đó hư ảnh đó rút mạnh gân cốt rồng của con chân long dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Thấy thế, mọi người đều hóa đá. Rút gân rồng. Chuyện này quả thật là đang sỉ nhục tộc chân long. Gân rồng của chân long bị rút, cơn đau đớn dữ dội khiến ông ta liên tục gào lên, nhưng hư ảnh đó lại không dừng lại mà càng điên cuồng hơn. Không lâu sau, gân rồng trên người chân long đều bị hư ảnh rút hết. Máu rồng nhuộm đỏ cả mặt đất. Lúc này Ngao Tiêu đã thở không ra hơi. Tháp ra. Lúc này giọng nói run rẩy của Diệp Quân vang lên. Hư ảnh đó dừng lại, nó xoay người nhìn Diệp Quân. Diệp Quân run giọng, tiểu ca, muội ấy, còn có thể sống không? Tiểu tháp chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Quân, nó nhìn Nạp Lan Ca trước mặt, im lặng một lúc rồi nói, có thể. Diệp Quân cầu xin, cứu muội ấy. Tiểu tháp trầm giọng nói, bây giờ ta không thể cứu cô ấy, chỉ có thể tạm thời bảo vệ linh hồn, hơn nữa linh hồn của cô ấy bị thương nghiêm trọng, người phải tìm được một thanh kiếm cho cô ấy thì mới có thể hồi phục linh hồn của cô ấy như ban đầu, nếu không dù lúc này cứu sống được, linh hồn bị thương nghiêm trọng cũng chỉ là linh hồn khiếm khuyết thì dù có cứu sống được cũng không hoàn toàn là cô ấy nữa. Diệp Quân vội nói, kiếm gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân trợn to mắt, bội kiếm của kiếm chủ nhân gian. Tiểu tháp gật đầu, đúng thế. Diệp Quân lại hỏi, ở đâu? Tiểu tháp nói, đế tộc bất tử ở trung thổ thần châu. Đế tộc bất tử. Diệp Quân siết chặt hai tay. Tiểu tháp khẽ nói, trước tiên để kiếm của ngươi thu linh hồn của cô ấy lại. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Can mờ ảo trước mặt, lòng đau như cắt, hắn nhẹ nhàng sờ lên mặt Nạp Lan Ca nói, tiểu ca. Đợi huynh. Nói rồi hắn thu linh hồn của Nạp Lan Ca vào trong kiếm hành đạo. Hắn lau vết máu trên khóe miệng, sau đó đứng lên, rồi đi về phía Ngao Tiêu. Lúc này Ngao Tiêu đã chỉ còn hơi thở cuối cùng. Diệp Quân đi đến cạnh Ngao Tiêu trong tầm mắt của mọi người, ngay lúc này Ly Hoan trên đài quan chiến bỗng nói, nếu ngươi giết ông ta thì sẽ sống chết với tộc Chân Long, một khi tộc Chân Long ra lệnh đuổi giết ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết, ngươi muốn. Diệp Quân bỗng giơ kiếm lên chém xuống. Kiếm quang lóe lên. Xoẹt. Đầu chân long đó rơi xuống, máu phun ra như suối trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Mọi người đều chết lặng. Lúc này Diệp Quân bỗng đứng lên đi về phía An Mục. Thấy thế viên cổ trên đài quan chiến bỗng nói, không được. Diệp Quân quay đầu nhìn viên cổ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhà họ An từng xuất hiện hai võ thần, nó là hậu duệ của nhà họ An. Người giết nó tức là gây thù với hai võ thần của nhà họ An, cũng đối địch với thư viện Quan Huyên, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Quân đã biến mất. Vèo. Ngay sau đó kiếm hành đạo đã đâm vào giữa trán An Mục. An Mục đứng sững tại chỗ. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, khí tức ngút trời đáng sợ ập đến từ nơi tinh không xa xăm. Lúc này cả thượng giới đều rung chuyển. Là cả thượng giới. Viên cổ trên đài quan chiến run giọng nói. Khí tức mạnh như vậy chắc chắn là cụ tổ nào đó của nhà họ An. Gia tộc họ An đã có truyền thừa mấy chục tỷ năm, ngoài hai vị võ thần đó ra thì còn rất nhiều cường giả đỉnh cấp. Người đến lần này chắc chắn là một nhân vật siêu cấp. Mọi người đều sửng sốt. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tinh không, so với uy lực đáng sợ này, uy lực của chân long lại giống như một đứa trẻ. Hoàn toàn không thể so sánh được. Diệp Quân khẽ cười. Hắn nhắm chặt hai mắt lại. Nếu không thể cùng sống với tiểu ca, vậy thì cùng chết. Đúng lúc này, kiếm hành đạo trong tay hắn bỗng rung lên. Tất cả mọi người đều đang nhìn lên trời đợi cụ tổ nhà họ An xuất hiện. Đúng lúc này, ở nơi sâu nhất trong tinh không nơi mà mọi người không thể nhìn thấy cũng không thể nghe được, một giọng nói không cảm xúc vang lên, cút. Cút. Giọng nói này không hề có cảm xúc, cực kỳ lạnh lùng,
hỗn xược. Giọng nói tức giận bỗng vang lên từ trong tinh không, thế mà dám xem thường lão phu, ngươi. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ nơi sâu nhất trong tinh không vũ trụ vô tận đó, sau đó ở nơi tinh không rất nhiều người không nhìn thấy, một cái đầu máu chảy ròng ròng rơi xuống. Một hồi im lặng, trong tinh không hoàn toàn trở nên im ắng. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Trên hoang địa, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn trời đợi ông lớn đó xuất hiện. Thế nhưng lúc này uy lực đáng sợ đó biến mất rất nhanh. Mọi người sửng sốt. Không xuất hiện nữa sao? Sắc mặt viên cổ ở trên đài quan chiến hiện lên vẻ khó tin, chuyện này. Ánh mắt Triệu Tố cũng đầy vẻ không thể tin được. Chuyện gì thế này? Vậy là đi rồi sao? Diệp Quân ở đằng xa mở mắt ra, trong mắt hắn cũng là vẻ ngờ vực. Chuyện gì thế? Không xuất hiện nữa ư? Lúc này Tháp Gia bỗng nói, có lẽ là ông trời muốn ngươi sống, nếu đã thế thì phải sống cho tốt. Diệp Quân im lặng một hồi rồi gật đầu, ừ. Nói rồi hắn nhìn An Mục ở phía trước, lúc này An Mục đã không còn hơi thở. Ngay sau đó cả người hắn bỗng xoẹt ngang qua, một kiếm chém vào cổ chân long đó. Gừ, một tiếng gào bi thương vang lên, chân long rơi xuống. Hai chân long đã chết. Hiện trường im phăng phắc. Hai chân long đã chết. Thiên tài yêu nghiệt nhất của Thanh Châu An Mục đã chết. Nam Châu giành hạng nhất. Mọi người đều không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Diệp Quân cất chiếc nhẫn của An Mục đi, sau đó lại thu thi thể của hai chân long vào trong chiếc nhẫn rồi hắn chậm rãi đi về phía lá cờ hạng nhất trong ánh mắt của tất cả mọi người. Cuối cùng hắn đi đến bên cạnh lá cờ, sau đó nhìn Triệu Tố, Nam Châu, hạng nhất. Nam Châu hạng nhất. Lúc này rất nhiều người ở Nam Châu đều sục sôi. Mọi người đều vui mừng reo hò. Diệp Quân. Cái tên này đã trở thành một cái tên có danh tiếng nhất trong lịch sử Nam Châu. Triệu Tố trên đài quan chiến nhìn Diệp Quân, im lặng không nói gì. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng nói, bắt đầu từ giờ, ta mãi mãi là học viên của Thư viện Quan Huyên Nam Châu, hơn nữa không gia nhập vào bất kỳ Thư viện Quan Huyên nào khác. Nghe thế đồng tử Triệu Tố co rụt lại, hai tay siết chặt. Diệp Quân nhìn Triệu Tố, một Thư viện Quan Huyên sợ mạnh ức hiếp yếu. Một thư viện quan huyên không thể đứng ra lấy lại công bằng cho học sinh, đây không phải là thư viện trong lòng ta. Nói rồi hắn xoay người bỏ đi. Tất cả học viên thư viện quan huyên có mặt ở đó đều như bị vả vào mặt, đau đến mức nóng rát. Người của 360 châu đều đã nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Có thể nói bắt đầu từ hôm nay danh tiếng của thư viện quan huyên thượng giới đã xem như bị hủy hoại. Sắc mặt Triệu Tố trắng bệch. Bà ấy siết chặt tay phải, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Thật ra lúc nãy không ra tay đã làm trái với lòng bà ấy nhưng những lời Diệp Quân nói lúc này như đâm vào lòng bà ấy một nhát dao. Bà ấy biết trái tim hướng về võ thuật của bà ấy cũng tan nát. Công bằng, thiên lý, quan huyên pháp, đây là những thứ bà ấy đã từng hết mực tuân thủ. Thế nhưng lúc này bà ấy mới nhận ra khi đối diện với cường quyền. Bản thân bà ấy cũng rất yếu đuối. Can đảm. Đối mặt với cường giả, dám ngẩng cao đầu nói không thì mới là can đảm. Sắc mặt viên cổ ở bên cạnh cũng hơi tái. An Mục chết rồi. Điều này có nghĩa là gì? Tức là thư viện quan huyên ở Trung Thổ Thần Châu sẽ không có ai đi đến cuộc chiến tranh giành số mệnh đó. Ông ta càng hiểu rõ những gì ông ta làm lúc nãy đã khiến cậu thanh niên tên Diệp Quân đó căm ghét. Thế nên muốn kéo Diệp Quân đến Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu là điều không thể. Ly Hoan cũng thầm nhủ đáng tiếc. Lần này bà ta đến đây là vì thu nhận Nạp Lan Ca, nhưng bây giờ đã thành công cốc. Mọi người ở đó đều im lặng không nói. Cuộc tỷ võ lần này chắc chắn đã trở thành một cuộc tỷ võ bất thường nhất trong lịch sử. Trên đường phố, Diệp Quân và Tiêu Qua về Tiêu Phủ. Trên đường đi hai người đều không nói gì. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, vẻ mặt rất phức tạp. Không lâu sau hai người đi đến trước Tiêu Phủ. Diệp Quân bỗng nhìn Tiêu Qua, cảm ơn. Tiêu Qua khó hiểu nói, cảm ơn cái gì? Diệp Quân nói, cảm ơn huynh đã đứng ra nói cho ta lúc mọi người đều im lặng. Tiêu Qua lắc đầu, chúng ta là bạn mà. Diệp Quân gật đầu. Lúc này tộc trưởng Tiêu Phủ và Chu Phu, Phí Bán Thanh bước ra. Khi nhìn thấy hai người Diệp Quân, vẻ mặt ba người rất phức tạp.
tất nhiên họ đã nhìn thấy chuyện xảy ra trên hoang địa. Lúc này Phí Bán Thanh bỗng đi đến trước mặt Diệp Quân, bà ấy khẽ nói, tiểu ca, còn có thể sống không? Diệp Quân gật đầu, có thể. Phí Bán Thanh thở phào, vậy thì tốt, đi thôi. Nói rồi bà ấy kéo Diệp Quân đi vào trong Tiêu phủ. Cha của Tiêu Qua cũng đi đến trước mặt y, mỉm cười, thấy con đứng ra nói giúp cho cậu ấy, ta vừa giận vừa sợ, còn hơi vui nữa, đây mới là chuyện một người đàn ông nên làm. Tiêu Qua lắc đầu, cha, con còn quá yếu, sau lần này, con muốn ra ngoài trải nghiệm. Tiêu tộc trưởng do dự, sau đó gật đầu, được. Chu Phu thở dài, thế đạo này. Sau khi về đến Tiêu phủ, Diệp Quân nhốt mình trong phòng. Mãi đến nửa đêm hắn mới ra khỏi phòng. Hắn đi đến bậc thềm bên cạnh rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hắn cứ thế nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời lặng im không nói gì, trong tay hắn là túi thơm mà Nạp Lan Ca đã tặng. Lúc này Phí Bán Thanh đi đến bên cạnh Diệp Quân, ngồi xuống rồi khẽ nói, lúc nãy Lạc Chiêu Kỳ bên thư viện quan huyên đến, cô ta đưa phần thưởng hạng nhất đến. Lần này Nam Châu nhận được 10 linh mạch cấp thiên, 20 linh mạch cấp địa, 3 quyển công pháp cấp tiên, 10 quyển công pháp cấp địa, ngoài ra còn có các loại bảo vật thần khác, mỗi năm còn được hỗ trợ mấy mươi vạn kim tinh. Nói rồi bà ấy dừng lại một chốc, lại nói tiếp, phần thưởng họ đưa nhiều hơn lúc trước. Diệp Quân vẫn im lặng. Phí Bán Thanh nói tiếp, ngoài ra, cá nhân con cũng có 30 vạn kim tinh, không chỉ thế họ còn nói vị trí duy nhất của Thư viện Trung Thổ Thần Châu sẽ là của con, có nghĩa là con có thể đi thẳng đến Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu. Họ còn nói chỉ cần con đồng ý đến Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu thì họ sẽ đòi lại công bằng với tộc Chân Long cho con. Giá trị. Phí Bán Thanh nói xong lại thầm thở dài. Bà ấy biết đây là Thư viện Quan Huyên nhìn thấy tiềm năng của Diệp Quân, sau khi giá trị của hắn vượt xa dự đoán của họ, họ sẵn sàng đối đầu với tộc Chân Long lớn mạnh vì Diệp Quân. Thế đạo này tàn khốc vậy đấy. Người có giá trị thì người khác sẽ nịnh bợ ngươi, người không có giá trị thì người khác cũng chẳng thèm đếm xỉa đến ngươi. Diệp Quân bỗng nói, sư phụ, trả lại 30 vạn kim tinh này cho họ giúp con. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, con không muốn đến Thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu ư. Diệp Quân nói, con phải đi, ngày mai sẽ đi nhưng con sẽ không gia nhập vào Thư viện Quan Huyên. Phí Bán Thanh im lặng hồi lâu, khẽ nói, nếu không có Thư viện Quan Huyên chống lại tộc Chân Long cho con cứ thế đến Trung Thổ Thần Châu như thế chắc chắn sẽ bị tộc Chân Long trả thù, con. Diệp Quân khẽ nói, sống chết có số. Nếu con có thể vượt qua thì con sẽ cứu sống tiểu ca, giết tộc Chân Long, còn nếu con không vượt qua được thì con sẽ chết cùng với tiểu ca. Nói đến đây hắn đứng lên rồi đi ra ngoài. Như thể nghĩ đến điều gì, hắn xoay người nhìn Phí Bán Thanh, sau đó cúi người, con đến Trung Thổ Thần Châu đây, người bảo trọng nhé. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Không cần đợi đến ngày mai. Hôm nay đi luôn. Phí Bán Thanh nói, tiểu quân. Diệp Quân xoay người nhìn Phí Bán Thanh, bà ấy gượng cười run giọng nói, có trở về không? Diệp Quân im lặng một hồi mới nói, con không biết nữa. Nói rồi hắn xoay người đi. Phí Bán Thanh đứng đó nhìn Diệp Quân biến mất trong màn đêm, khẽ nói, nhất định phải trở về. Ta đợi. Trăng thanh. Đêm lạnh. Có người đứng đó cả một đêm. Chỉ có hai con đường nhanh nhất dẫn đến Trung Thổ Thần Châu. Một là Thư viện Quan Huyên. Trong Thư viện Quan Huyên có trận pháp dịch chuyển đưa thẳng đến Trung Thổ Thần Châu, đương nhiên, hắn không thể đến Thư viện Quan Huyên. Ngoài Thư viện Quan Huyên, còn một con đường nữa, đó là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các có trận pháp dịch chuyển ở khắp nơi trong chư thiên vạn giới, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền ra thì bọn họ có thể đưa ngươi đến bất cứ đâu ngươi muốn. Thế nên hắn đi thẳng tới Tiên Bảo Các. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã đến nơi. Có một cô gái đang đứng trước của Tiên Bảo Các. Người này chính là Lạc Chiêu Kỳ. Diệp Quân nhìn Lạc Chiêu Kỳ, không nói gì. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, ta biết ngay là ngươi sẽ đến đây. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, có việc gì không? Lạc Chiêu Kỳ khẽ gật đầu, hai việc. Một là, viện trưởng mong ngươi có thể gia nhập Thư viện Quan Huyên, dù là ở Thượng Giới hay Trung Thổ Thần Châu đều được. Diệp Quân im lặng. Lạc Chiêu Kỳ trầm giọng nói, tộc Chân Long là tộc vô cùng bá đạo trong yêu giới, bọn họ sẽ không đối phó với gia tộc họ Diệp và Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu,
nhưng chắc chắn bọn họ sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Đương nhiên tộc Chân Long sẽ không thấp kém đến nỗi đi đối phó với gia tộc họ Diệp ở Nam Châu, nếu làm vậy thật thì bọn họ quá là kém sang. Dù sao, bây giờ sự việc đã vô cùng ồn ào, vô số con mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng Diệp Quân thì khác. Bọn họ đối phó với Diệp Quân là chuyện hiển nhiên. Phải biết rằng, Diệp Quân đã giết hai Chân Long của bọn họ. Diệp Quân nhìn chằm chằm Lạc Chiêu Kỳ, nói xong chưa? Lạc Chiêu Kỳ khẽ than rồi nói tiếp, chuyện thứ hai là sư phụ muốn ta chuyển lời xin lỗi đến ngươi. Là viện trưởng thư viện, vào lúc then chốt không thể đứng ra chủ trì công đạo cho ngươi, là bà ấy. Không cần nữa. Diệp Quân bỗng lắc đầu, sau đó đi vào trong Thiên Bảo Các. Lạc Chiêu Kỳ đứng đó trầm mặc. Lúc này, Triệu Tố bỗng xuất hiện. Lạc Chiêu Kỳ nhìn bà ấy, khẽ nói, sư phụ. Triệu Tố nói, nếu là ta cũng sẽ oán hận. Lạc Chiêu Kỳ lắc đầu, lần này hắn đi Trung Thổ Thần Châu chắc chắn sẽ bị tộc Chân Long điên cuồng đối phó, giết một mạch hai con Chân Long, chắc chắn tộc Chân Long sẽ không bỏ qua đâu. Đây là huyết thù. Sau một thoáng im lặng, Triệu Tố khẽ nói, cuộc tỷ võ lần này gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn tới thư viện, danh tiếng gây dựng bao nhiêu năm qua đã bị hủy hoại hết rồi. Lạc Chiêu Kỳ im lặng. Ảnh hưởng của việc lần này thật sự vô cùng ác liệt. Triệu Tố tự cười mỉa, vừa nãy, tấu chương ta trình cho Tổng viện Thư viện Quan Huyên đã bị gửi trả về rồi. Lạc Chiêu Kỳ nhíu chặt mày, tộc Chân Long làm sao? Triệu Tố gật đầu. Sắc mặt Lạc Chiêu Kỳ nặng nề, chúng ta cáo ngự trạng đi. Triệu Tố khẽ lắc đầu, chỉ cần chúng ta dám rời khỏi thượng giới thì chắc chắn sẽ biến mất khỏi thế gian mà thần không hay quỷ không biết. Vẻ mặt Lạc Chiêu Kỳ trở nên khó coi vô cùng. Cô ta biết, việc này hoàn toàn có khả năng. Một viện trưởng thư viện thượng giới nhỏ nhoi đâu có đáng để Tổng viện xem trọng. Cáo ngự trạng. Ngây thơ quá. Triệu Tố nhìn về hướng Tiên Bảo Các, khẽ nói, xin lỗi, ta cũng lực bất tòng tâm. Nói xong bà ấy quay người rời đi. Không phải mọi bất công đều có thể được chính nghĩa bảo vệ. Lạc Chiêu Kỳ quay đầu nhìn Tiên Bảo Các, lắc đầu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại thanh niên này nữa rồi. Sau khi giao 1000 kim tinh xong, Diệp Quân vào trận pháp dịch chuyển nối thẳng đến Trung Thổ Thần Châu. Trận pháp khởi động, Diệp Quân biến mất trong đó. Trong thông đạo của trận pháp, Diệp Quân ngồi xếp bằng, hắn lấy mấy quyển sách ra. Hắn vừa mua số sách này từ Tiên Bảo Các. Đều là tài liệu liên quan đến Trung Thổ Thần Châu. Bây giờ sắp đến Trung Thổ Thần Châu, đương nhiên hắn phải tìm hiểu về nơi này trước, nếu không đến nơi sẽ như kẻ mù. Một lát sau, Diệp Quân đã hiểu đại khái về Trung Thổ Thần Châu rồi. Trung Thổ Thần Châu là một thế giới rất lớn, dưới thế giới này còn có 3000 thế giới nữa. Mà thượng giới chỉ là một trong những thế giới đó mà thôi. Từ đó có thể mường tượng ra được nơi này bao la đến nhường nào. Ở Trung Thổ Thần Châu, thế lực mạnh nhất vẫn là Thư viện Quan Huyên, sau đó chính là thương hội phân bố ở khắp thiên hạ Tiên Bảo Các. Tiếp đến là 6 đại thế gia siêu cấp, đứng đầu là đế tộc Bất Tử. Ngoài 6 đại thế gia, còn có 2 bá chủ siêu cường của yêu giới, đó chính là tộc Chân Long và tộc Vượn Thái Cổ. Ngoài ra, còn có một thế lực huyền thoại cổ xưa đã hoàn toàn suy tàn. Đạo môn. Nghe nói đạo môn này từng đứng trên cả Thư viện Quan Huyên, nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì đã dần dần lụi tàn, cuối cùng bị Thư viện Quan Huyên chiếm vị trí. Ngoài ra còn có vô số thế gia và tông môn lớn nhỏ khác. Còn có một thế lực đặc biệt tên là Công hội Lính Đánh Thuê. Binh đoàn đứng đầu trong công hội là Binh đoàn Đánh Thuê Quan Huyên. Tuy lấy tên là Quan Huyên nhưng lại tồn tại độc lập với Thư viện Quan Huyên. Binh đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê Quan Huyên không chỉ là binh đoàn trưởng của binh đoàn mà còn là hội trưởng của công hội lính đánh thuê. Thế lực này cũng cực kỳ hùng mạnh. Nghe nói binh đoàn trưởng của dòng binh đoàn Quan Huyên có quen biết với kiếm chủ nhân gian. Một lát sau, Diệp Quân đọc quyển thứ hai, quyển này ghi chép về đế tộc Bất Tử. Nghe nói năm xưa đế tộc Bất Tử từng theo kiếm chủ nhân gian. Cả tộc này suýt chút nữa đều chết trận vì kiếm chủ nhân gian nên từ đó về sau, kiếm chủ nhân gian toàn lực nâng đỡ đế tộc Bất Tử. Dưới sự nâng đỡ của kiếm chủ nhân gian, thực lực của đế tộc Bất Tử có bước tăng tiến cực lớn, sau đó đến Trung Thổ Thần Châu, đồng thời trở thành đại tộc đứng đầu trong 6 đại tộc ở đây.
Điều đáng nói là, mẫu thân của kiếm chủ nhân gian đến từ đế tộc bất tử. Vì mối quan hệ này, tuy rằng đế tộc bất tử chưa từng vào tổng viện ở vũ trụ quan huyên để hưởng được số mệnh đại đạo trong truyền thuyết, nhưng dù là những đại tộc siêu cấp ở vũ trụ quan huyên cũng phải nể mặt họ vài phần. Mà những năm qua, đế tộc bất tử luôn làm một việc, đó là luôn tranh giành suất vào tổng viện thư viện quan huyên với vô số thế gia, thế lực đỉnh cấp ở khắp nơi. Cũng chính là cuộc chiến tranh giành số mệnh nổi danh nhất ở Trung Thổ Thần Châu. Trăm năm mới có một lần. Cuộc chiến tranh giành số mệnh này còn khốc liệt hơn cuộc tỷ võ ở thư viện quan huyên thượng giới gấp vạn lần. Sẽ có vô số thiên tài đỉnh cấp đại diện cho thế lực của mình ở vô số thế giới đến tranh giành suất này. Chỉ có một người đoạt được. Chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể đưa chính mình và thế lực của mình gia nhập Tổng viện Thư viện Quan Huyên, hưởng thụ số mệnh đại đạo trong truyền thuyết. Đế tộc bất tử đã tranh giành suất này hàng vạn năm rồi. Nhưng nỗ lực của vô số thế hệ đều đổ sông đổ bể. Việc này dẫn đến chuyện những thế lực đỉnh cấp ở các vũ trụ, thế giới điên cuồng tìm kiếm thiên tài yêu nghiệt, mục đích chính là để tranh giành số mệnh đại đạo. Diệp Quân bỗng nói, Tháp Gia, nếu ta đến đế tộc bất tử, ta nghĩ bọn họ sẽ không giao bội kiếm của kiếm chủ nhân gian cho ta đâu. Tiểu Tháp hỏi, vậy người nghĩ nên làm thế nào? Sau một hồi im lặng, Diệp Quân nói, người có thể đi trộm giúp ta không? Ta dùng xong sẽ mang trả họ. Tiểu Tháp trầm mặc một lúc rồi nói, e là không được. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn ta vẫn không thể ra tay được. Diệp Quân thầm thở dài. Mượn kiếm. Dựa vào gì mà người ta phải cho mình mượn? Trộm. Tiểu Tháp mà không ra tay thì hắn càng không có khả năng trộm được. Cướp. Đừng đùa nữa. E là đến cả tộc Chân Long cũng không dám đến đế tộc bất tử để cướp đồ. Hơn nữa, hắn đến Trung Thổ Thần Châu chắc chắn sẽ bị tộc Chân Long điên cuồng báo thù. Đường cùng rồi. Tiểu Tháp nói, người đến Trung Thổ Thần Châu, định làm gì trước? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi trả lời, phải tìm một chỗ dựa trước đã. Dựa vào thực lực của một mình ta không thể nào chống lại được tộc Chân Long, thế nên phải tìm một chỗ dựa, nhờ họ giúp ta đối phó với tộc Chân Long, mỗi người một tay chứ một mình ta thì áp lực quá lớn. Nói rồi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thế đạo này, không có chỗ dựa, thật sự quá khó sống. Thế nên ta buộc phải cố gắng hơn nữa, không được làm hậu duệ của thế lực hùng mạnh thì cố gắng trở thành thế lực hùng mạnh. Tiểu Tháp. Không nói chuyện thêm với Tiểu Tháp nữa, hắn lấy chiếc nhẫn không gian của An Mục ra. Trong nhẫn có 20 vạn kim tinh, những vật khác bao gồm cả nội đan hắn đều đã bán cho Tiên Bảo Các cả rồi. Bây giờ hắn có tổng cộng 57 vạn kim tinh. Đây là toàn bộ tài sản của hắn. Trong thời gian ngắn thì tạm thời đủ dùng. Hắn không bán hai con rồng kia đi, ý của Tiểu Tháp là bảo hắn giữ lại để ăn, có thể bồi bổ thân xác. Hắn thấy cũng đúng. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, lấy ra một số kim tinh rồi bắt đầu hấp thụ. Tu luyện. Chỉ cần có thời gian là hắn sẽ tu luyện. Một giây cũng không dám chậm trễ. Lần này, mục tiêu của hắn là cảnh giới phá không. Cảnh giới phá không không chỉ đơn thuần là ngự trị thời không nữa, mà là có thể phá nát thời không, tiến hành dịch chuyển thời không ở khoảng cách xa. Có thể đến một nơi cách chỗ đang đứng mấy ngàn trượng chỉ trong chớp mắt. Cường giả ở cấp bậc này có thể giết người khi đứng cách xa mấy ngàn trượng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trên cảnh giới phá không là cảnh giới diệt không, cường giả ở cấp bậc này có thể khiến không gian phát nổ trong phạm vi lớn, nếu thêm cả võ kỹ hoặc thần thông mạnh mẽ thì chỉ cần phất tay đã có thể hủy diệt một tòa thành trì lớn có hàng trăm vạn nhân khẩu. Cường giả ở cấp bậc này thì năng lực đã bắt đầu dần dần trở nên biến thái rồi. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân đã hấp thu hết 1.000 kim tinh, đang định tiếp tục tu luyện thì một vầng sáng bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân vội đứng dậy, sắp đến nơi rồi. Chẳng mấy chốc hắn đã xuyên qua vầng sáng đó, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Một lát sau, hắn cảm giác như mình đã dừng lại rồi. Hắn chậm ra mở mắt ra. Lúc này hắn đang đứng trong một trận pháp dịch chuyển, còn cách hắn không xa phía trước có một ông lão lưng gù. Ông lão nhìn Diệp Quân, không nói tiếng nào. Diệp Quân bước ra khỏi trận pháp dịch chuyển rồi hỏi, tiền bối, cho ta hỏi đến đế tộc bất tử đi như thế nào? Hắn biết, bây giờ đến đế tộc bất tử không có chút hy vọng nào nhưng hắn vẫn muốn thử.
Ông lão chỉ trận pháp dịch chuyển bên tay phải, sau đó nói, 2000 kim tinh. 2000. Diệp Quân thấy tim rỉ máu, nhưng hắn không nói gì nhiều, lấy 2000 kim tinh ra đưa cho ông lão. Ông lão nhận nhẫn không gian xong, Diệp Quân bước vào trận pháp dịch chuyển, chớp mắt sau, hắn đã biến mất khỏi đó. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã đến trên một tầng mây. Cách hắn không xa là một tấm bia đá có ghi ba chữ lớn, bất tử giới. Diệp Quân đi về phía bia đá, ngay lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân ôm quyền, khẽ hành lễ, tại hạ là Diệp Quân, xin cầu kiến tộc trưởng đế tộc bất tử, mong. Ông lão bỗng ngắt lời Diệp Quân, người chính là Diệp Quân. Diệp Quân hơi sững người, sau đó hỏi, tiền bối biết ta sao? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đến đế tộc bất tử của ta có chuyện gì? Diệp Quân trầm giọng nói, ta có thể tranh giành số mệnh đại đạo cho đế tộc bất tử. Ông lão cười nhẹ, tranh giành số mệnh đại đạo là giả, đến tìm đế tộc bất tử của ta che chở cho ngươi mới là mục đích thật nhỉ. Diệp Quân im lặng. Ông lão lắc đầu, một kẻ đứng hạng nhất trong cuộc tỷ võ ở hạ giới là cái thá gì chứ? Nơi đây là trung thổ thần châu, còn về cuộc chiến tranh giành số mệnh đại đạo, ngươi biết có những yêu nghiệt thế nào tham gia không? Nói rồi, ông ta cười khẩy, hơn nữa, quan hệ giữa đế tộc bất tử ta và tộc Chân Long cũng tạm tạm, bọn ta sẽ không vì ngươi mà đối đầu với tộc Chân Long đâu. Còn nữa, đế tộc bất tử ta có thiên tài siêu cấp rồi, hoàn toàn không cần đến ngươi. Hiểu chưa? Diệp Quân im lặng một chốc rồi gật đầu, hiểu. Nói rồi hắn quay người rời đi. Nhìn Diệp Quân rời đi, ông lão cười nhạo, chỉ giành được hạng nhất trong một cuộc tỷ võ ở hạ giới thì đã không biết mình ở đâu rồi. Không biết lượng sức. Nói rồi, ông ta quay người rời đi. Diệp Quân trở về khu vực trận pháp dịch chuyển ban đầu, nhìn thấy Diệp Quân, ông lão canh trận hơi sững người. Diệp Quân bước tới trước mặt ông lão canh trận rồi hỏi, tiền bối, gia tộc họ Lý đi thế nào ạ? Gia tộc họ Lý là một trong 6 đại thế gia của Trung Thổ Thần Châu, mà tiên tổ của gia tộc họ Lý Lý Bán Chi là một nhân vật ghê gớm. Là trưởng lão nội các của Tổng viện Thư viện Quan Huyên đấy. Nội các, đó là giới nòng cốt quyền lợi thật sự của Thư viện Quan Huyên, quyền thế ngập trời. Đáng tiếc là, dù Lý Bán Chi có là trưởng lão nội các thì bà ấy cũng phải tuân theo quy tắc của Thư viện Quan Huyên, không thể đón người trong gia tộc thẳng vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên được, nhưng chỉ mình bà ấy đã có thể mang lại lợi ích vô cùng tận cho gia tộc họ Lý rồi. Nếu không nhờ đế tộc bất tử có mối quan hệ sâu xa với kiếm chủ nhân gian thì gia tộc họ Lý này mới xứng danh là gia tộc đứng đầu. Còn nguyên nhân khiến hắn muốn đến gia tộc họ Lý là gia tộc họ Lý không sợ tộc Chân Long. Thế nên hắn chọn đến gia tộc họ Lý. Nghe Diệp Quân hỏi, lão lưng gù thản nhiên đáp, gia tộc họ Lý ở bán giới, muốn dịch chuyển đến đó thì phải trả phí 1200 kim tinh. 1200 kim tinh. Phải nói giá cả và chi phí ở thế giới lớn đúng là khác biệt. Đắt quá đi mất. Không nghĩ nhiều, Diệp Quân lấy ra 1200 kim tinh trả cho lão lưng gù, ông lão nhìn sơ qua rồi nói, đi theo ta. Nói rồi ông ấy dẫn Diệp Quân đến khu vực trận pháp dịch chuyển khác, ông ấy chỉ vào một trận pháp dịch chuyển trong đó, vào đó đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó bước vào trận pháp dịch chuyển. Vù! Trận pháp khởi động, Diệp Quân biến mất. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đến trên một tầng mây, mấy chục trượng phía trước mặt hắn có một bia đá cao nghìn trượng. Bán giới. Diệp Quân đi về phía tấm bia đá kia, nhưng chưa đến nơi thì một luồng thần thức mạnh mẽ đã bao trùm lấy hắn. Cảm nhận được khí thức mạnh mẽ này, sắc mặt Diệp Quân bỗng trở nên nghiêm trọng. Mạnh quá! Đây e rằng là cường giả đỉnh cấp trên cảnh giới diệt không? Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, ai? Diệp Quân ôm quyền, tại hạ là Diệp Quân. Diệp Quân. Ông lão hơi nheo mắt, ngắt lời Diệp Quân, người chính là Diệp Quân ư. Diệp Quân hơi ngây ra, tiền bối biết ta sao? Ông lão nhìn Diệp Quân, người không những giết rồng của tộc Chân Long mà còn giết An Mục của nhà họ An ở Thanh Châu. Diệp Quân gật đầu. Ông lão quan sát Diệp Quân một hồi, sau đó nói. Ngươi tới đây là vì muốn gia nhập gia tộc họ Lý của ta sao? Diệp Quân khẽ gật đầu, đúng vậy. Ông lão cười nói, ngươi có thể mang lại lợi ích gì cho gia tộc họ Lý của ta?
Diệp Quân trầm giọng đáp, tranh giành số mệnh đại đạo. Ông lão hơi sững người. Diệp Quân nhìn thẳng ông lão, ánh mắt kiên định. Sau một thoáng âm trầm, ông lão nói, người đợi chút. Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Diệp Quân nhìn ra xa, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong điện nghị sự của gia tộc họ Lý, ông lão đứng một cách cung kính, trước mặt ông ấy là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này chính là tộc trưởng của gia tộc họ Lý hiện nay, Lý Vân Canh. Lý Vân Canh im lặng một lúc mới hỏi, thực lực người này thế nào? Ông lão trầm giọng đáp, là kiếm tu, kẻ có thể giết được một con chân long ở độ thiếu niên thì đương nhiên là thực lực không tầm thường. Thiên phú chắc chắn là không thể chê vào đâu được. Lý Vân Canh trầm tư một lúc rất lâu, lắc đầu, không được. Ông lão nhìn Lý Vân Canh, tộc trưởng đang lo về tộc chân long sao? Ta cảm thấy chỉ cần cậu thanh niên này đủ ưu tú, thì gia tộc họ Lý ta hoàn toàn có thể đối đầu với tộc chân long vì cậu ấy. Tóm lại, tiên tổ bán chi còn đó thì gia tộc họ Lý ta không cần phải sợ tộc chân long. Lý Vân Canh lắc đầu, không chỉ vì tộc chân long, còn cả nhà họ An nữa. Cậu ta đã giết An Mục, đẩy mọi chuyện đến đường cùng, chắc chắn nhà họ An sẽ trả thù, mà hai vị võ thần của nhà họ An. Nói rồi, mắt ông ta hiện lên vẻ lo âu, nếu mai này nhà họ An trả thù cậu ta, đến lúc đó gia tộc họ Lý chúng ta nên làm gì? Bỏ mặc cậu ta sao? Đến khi đó, gia tộc họ Lý ta sẽ trở thành trò cười cho bản dân thiên hạ. Nếu không bỏ mặc cậu ta, lẽ nào lại kết thù với hai vị võ thần nhà họ An vì cậu ta? Ông lão chìm vào im lặng. Hai vị võ thần nhà họ An. Tuy gia tộc họ Lý có Lý Bán Chi, nhưng hiển nhiên là không thể đối đầu được với hai vị võ thần này rồi. Lý Vân Canh thầm than, bảo cậu ta đi đi. Ông lão chần chừ rồi nói, ta thấy người này khí khái phi phàm, tương lai. Lý Vân Canh lắc đầu, gia tộc họ Lý ta không thể nhận mối nhân quả này được. Ông lão khẽ thở dài, quay người rời đi. Trước bia đá, ông lão nhìn Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp, Diệp công tử, ta rất xin lỗi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn ôm quyền chào ông lão rồi quay người rời đi. Nhìn Diệp Quân rời đi, ông lão khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, chuyện này, có lẽ nên xin ý kiến của tiên tổ bán chi. Nói rồi, ông ấy tự cười mỉa, tiên tổ bán chi giữ chức vị cao trong nội các, mỗi ngày trăm công nghìn việc, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà làm lỡ thời gian được chứ? Nói xong, ông ấy quay người đi. Bên ngoài, Diệp Quân đứng im lặng một lát rồi xòe bàn tay ra, một miếng ngọc bội xuất hiện trên tay hắn. Miếng ngọc bội này là người phụ nữ thần bí mà hắn gặp trong tinh không của hạ giới khi trước tặng cho, bà ấy bảo hắn đến trung thổ thần châu thì tới thần tộc để tìm bà ấy. Thật ra hắn hơi do dự. Vì theo những gì hắn tìm hiểu được, thần tộc chưa từng tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh. Lần này, hình như người ta cũng không có ý định tham gia. Bây giờ mình tới tìm người ta cũng không thể mang lại lợi ích gì cho họ, mà ngược lại còn làm liên luyện đến người ta nữa. Hơn nữa, lúc đó người ta tặng ngọc bội có lẽ cũng chỉ vì xã giao vậy thôi, mình cứ đến tìm người ta thế này, rồi còn nhờ họ giúp đối đầu với tộc chân long và nhà họ An kia. Chính hắn cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Lúc này tiểu tháp bỗng nói, đến tộc thần qua xem thử sao, nếu không được thì hãy đến thần tộc. Diệp Quân hơi tò mò, tộc thần qua sao? Tiểu tháp nói, đúng vậy, ta quen biết với một vị tiên tổ của bọn họ, vị tiên tổ đó của nhà họ là một người thông minh tuyệt đỉnh, chắc là hậu duệ của bà ấy cũng không kém đâu. Diệp Quân lại càng tò mò, tháp ra, người còn quen biết với cả tiên tổ của bọn họ nữa cơ à? Tiểu tháp đáp, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, sau đó vào trận pháp dịch chuyển về lại khu vực dịch chuyển ban đầu. Thấy Diệp Quân, lão lưng gù nhìn hắn một cái, Diệp Quân nói, đến gia tộc họ Ly. Lão lưng gù giơ tay phải ra. Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn không gian đưa cho ông lão chỉ một trận pháp dịch chuyển cách đó không xa, vào đó đi. Diệp Quân gật đầu, vào trận pháp dịch chuyển. Sau khi vào trận pháp, Diệp Quân vào trong thông đạo dịch chuyển. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp ra, tiên bảo các này xây dựng trận pháp dịch chuyển khắp chư thiên vạn giới luôn sao? Tiểu tháp trả lời, đúng vậy. Diệp Quân khen, bọn họ biết cách kiếm tiền quá. Chỉ riêng cái trận pháp dịch chuyển này thôi, một ngày không biết đã kiếm được bao nhiêu là tiền rồi.
Tiểu Tháp buộc miệng nói, đều là. Nói đến đây, nó bỗng dừng lại. Diệp Quân hơi khó hiểu, đều là gì? Tiểu Tháp im lặng một lúc mới đáp, những thứ ngươi nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, bọn họ có sản nghiệp ở khắp nơi trong chư thiên vạn giới, doanh thu của trận pháp dịch chuyển thật sự chưa được xem là nhiều. Diệp Quân do dự rồi nói, nghe ngươi nói vậy, ta muốn nảy ý định đi cướp của họ rồi đấy. Tiểu Tháp. Một lát sau, Diệp Quân đến một tầng mây, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, trước mắt hắn là một bia đá cao ngàn trượng đứng sừng sững. Trên bia đá có ghi hai chữ lớn, ly giới. Diệp Quân đi tới trước tấm bia đá kia, vừa đến nơi, một thần thức mạnh mẽ đã khóa người hắn lại. Diệp Quân thầm thấy chấn động. Khí tức mạnh mẽ quá. Lúc này, một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt hắn, ông lão nhìn hắn, có việc gì? Diệp Quân chào, tại hạ là Diệp Quân, đến đây. Diệp Quân. Ông lão áo đen hơi nheo mắt, ngươi chính là Diệp Quân từ hạ giới lên đây đấy à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân chằm chằm, ngươi tới đây để gia nhập vào tộc thần qua ta à? Diệp Quân khẽ gật đầu, vâng. Ông lão áo đen đáp, đợi chút. Nói rồi ông lão quay người rời đi. Diệp Quân đứng im lặng ở đó. Tiểu Tháp bỗng nói, yên tâm, nếu bọn họ không đồng ý thì ta sẽ đích thân ra mặt. Chắc chắn vị tiên tổ kia sẽ nể mặt ta thôi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, ta tin ngươi, Tháp gia. Lúc này, thời không phía chân trời xa xôi bỗng nứt ra, một giây sau, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa cuốn tới. Cả mảng thời không như sôi trào. Diệp Quân sững sờ, chớp mắt, đồng tử hắn co lại, một con chân long xuất hiện ở phía cuối tầm nhìn. Tộc chân long. Mà ngay lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện mười mấy vị cường giả hùng mạnh của tộc thần qua. Bị bao vây rồi. Sắc mặt Diệp Quân bỗng trở nên vô cùng khó coi. Thế mà tộc thần qua lại thông báo cho tộc chân long. Lúc này, một người đàn ông bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Người đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc thần qua Ly Vân. Ly Vân nhìn chằm chằm Diệp Quân, vẻ mặt châm biếm, ngươi còn dám mơ tưởng gia nhập tộc thần qua ta cơ đấy, ngươi nghĩ thế nào vậy? Tộc thần qua ta sẽ đắc tội với tộc chân long và nhà họ An vì ngươi sao? Nực cười, nhưng cũng tốt, vừa hay dùng ngươi để đổi lại một ân huệ với tộc chân long và nhà họ An. Lúc này Tiểu Tháp bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, nó nhìn Ly Vân kia, hùng hồn nói, gọi tiên tổ Ly Qua của các ngươi ra đây gặp ta. Ly Vân nhìn Tiểu Tháp, nhíu mày, ngươi là thứ rác rưởi gì thế, xứng để gặp tiên tổ của gia tộc họ Ly ta sao? Tiểu Tháp. Diệp Quân. Địch, Tiểu Tháp giận tím mặt, tiên tổ của ngươi gặp ta cũng phải gọi một tiếng Tháp ra đấy. Mẹ kiếp, thứ kiến hôi nhà ngươi lại dám khinh nhờn Tháp ra ta đây. Ngươi có tin hôm nay Tháp ra ta sẽ chặt đứt số kiếp thiên mệnh của tộc thần qua các ngươi luôn không? Ly Vân nhìn Tháp ra chòng chọc, mỉa mai, chặt đứt số kiếp thiên mệnh của tộc thần qua ta. Ngươi đúng là cái thứ không biết trời cao đất dày, ăn nói hùng hồn lắm. Tiểu Tháp. Ngay lúc này, thời không trên đỉnh đầu của mấy người bỗng rung lên kịch liệt. Con chân long kia đã tới rồi. Tiểu Tháp lập tức nắm lấy Diệp Quân, lắc mình một cái, biến mất khỏi chỗ đó. Thấy cảnh này, sắc mặt Ly Vân chợt thay đổi, muốn trốn sao? Vừa dứt lời, ông ta đã mạnh mẽ chộp tay về phía trước. Thời không vỡ nát, một bàn tay khổng bồ bỗng xuyên không gian, xuất hiện ở cách đó ngàn dặm. Dầm. Cách đó ngàn dặm, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm ầm ầm đổ nát, nhưng Diệp Quân và hư ảnh kia đã mất tăm mất dạng rồi. Thấy vậy, vẻ mặt Ly Vân bỗng trở nên âm trầm. Thoát mất rồi. Lúc này, con chân long kia chợt hóa thành một người đàn ông trung niên. Ly Vân nhìn người đàn ông trung niên kia, ngao mông. Ông ta hơi kinh ngạc, không ngờ tộc chân long lại phái vị này đến đây. Vị này năm xưa đã thay mặt tộc chân long tham gia cuộc chiến tranh giành số mệnh đấy, thực lực mạnh nhất trong lớp chân long trẻ. Ngao mông nhìn chân trời, bình tĩnh nói, Ly Vân tộc trưởng, kẻ này không đơn giản đâu. Ly Vân im lặng, đúng là không đơn giản. Vị vừa nãy tự xưng là Tháp gia kia tuy ngông cuồng hống hách, nhưng phải thừa nhận rằng vị đó cũng rất có bản lĩnh. Ngao mông nói, Ly Vân tộc trưởng, cậu thanh niên kia là một kiếm tu. Đồng nghĩa với việc sau lưng hắn có một vị cường giả kiếm tu.
Ly Vân trầm mặc hồi lâu rồi nói, trước đây ta đã cho người đi điều tra rồi, vị kiếm tu đứng sau hắn cùng lắm chỉ là một vị đại kiếm tiên mà thôi. Ngao Mông nhìn Ly Vân, có bằng chứng không? Ly Vân đáp, ta đoán thôi. Ngao Mông khẽ nhíu mày. Ly Vân cười nói, hiện nay chỉ còn vài vị kiếm đế kia thôi, mà các vị đó đều đang ở vũ trụ quan huyên cả rồi. Hơn nữa, người bây giờ vẫn còn thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người chính là Thính Vân kiếm đế của thư viện, mà Thính Vân kiếm đế thì không phải là sư phụ của hắn. Thế thì người sau lưng hắn mạnh nhất cũng chỉ đến cấp độ đại kiếm tiên mà thôi. Sau một thoáng im lặng, Ngao Mông khẽ gật đầu, có lý. Ly Vân nói, thiên phú của người này không tệ, lại là kiếm tu, nếu đã là kẻ địch thì phải toàn lực truy giết để trừ hậu họa về sau. Ngao Mông gật nhẹ đầu, đương nhiên tộc ta hiểu điều đó. Nói rồi ông ta nhìn Ly Vân tộc trưởng, tộc ta đang có một nhóm chân long thiên phú kiệt xuất, nếu quý tộc bằng lòng thì có thể phái hai người đến tộc chân long, để bọn họ chọn lựa cộng sự của nhau. Ly Vân chợt nở nụ cười, thế thì tốt quá. Hơi to rồi. Nếu lớp trẻ của tộc thần qua có được chân long làm cộng sự thì sức chiến đấu sẽ tăng lên vô số lần. Hơn nữa, tộc thần qua cũng sẽ kết mối quan hệ đồng minh ổn định với tộc chân long. Đây đúng là chuyện mừng khiến người ta phát khóc. Ngao Mông quay người nhìn chân trời, phì cười, ta muốn xem thử, ở trung thổ thần châu này, ai dám bảo vệ hắn. Trên tầng mây tại một nơi nào đó, Tiểu Tháp và Diệp Quân dừng lại. Sau khi dừng lại, nó lập tức biến thành một tia sáng chui vào người Diệp Quân. Diệp Quân vội hỏi, Tháp gia, ngươi không sao chứ? Hắn có thể cảm nhận được, thương thế của vị Tháp gia này quả thật rất nghiêm trọng. Một lát sau, Tiểu Tháp đáp, ta không thể ra tay được nữa rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, thấy hơi áy náy, Tháp gia, là ta đã liên lụy ngươi rồi. Tiểu Tháp trầm giọng than, nói mấy lời này làm gì? Diệp Quân chần chừ rồi nói, Tháp gia, mục tiêu của bọn họ chỉ có mình ta, hay là ngươi đi đi? Đây là lời thật lòng của ta đấy. Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp nói, ta hấp thu huyền khí của ngươi bao nhiêu năm qua, bây giờ bỏ đi thế này ta thấy không hay cho lắm. Thế nên cứ để ta đi cùng ngươi thêm một đoạn đường nữa. Đợi đến khi ngươi trở thành đại kiếm tiên thì ta sẽ đi. Diệp Quân còn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Tháp đã lên tiếng, đến thần tộc đi. Vị cô nương cho ngươi miếng ngọc bội kia là một người tốt, lần này chắc sẽ không có bất trắc gì nữa đâu. Diệp Quân gật đầu. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi thần tộc thôi. Diệp Quân lại quay trở về khu vực dịch chuyển kia. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, lão lưng gù nhíu mày nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân nói, ta muốn đi thần tộc. Nói rồi hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho lão lưng gù. Lão lưng gù nhận nhẫn xong thì chỉ vào một trận pháp dịch chuyển bên phải. Diệp Quân gật đầu rồi đi về phía trận pháp dịch chuyển. Lão lưng gù bỗng nói, còn trở lại đây không? Diệp Quân nhìn ông lão, đáp lời, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là không đâu. Lão lưng gù thản nhiên nói, thường lúc nói lời này thì sẽ có gì đó bất ngờ xảy ra. Diệp Quân đơ mặt ra. Trận pháp dịch chuyển khởi động, Diệp Quân biến mất trong trận pháp. Chẳng bao lâu sau, Ngao Mông đã xuất hiện. Lão lưng gù nhìn Ngao Mông, không nói gì. Ngao Mông hỏi, cậu thanh niên kia đi đâu rồi? Lão lưng gù đáp, thương hội có quy định, không được tiết lộ hành tung của khách hàng, ta là một người có đạo đức nghề nghiệp. Ngao Mông xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian chậm chậm bay tới trước mặt lão lưng gù. Trong chiếc nhẫn có những 1 vạn kim tinh. Lão lưng gù lập tức chỉ vào trận pháp dịch chuyển ở phía xa. Ngao Mông mỉa mai, đạo đức nghề nghiệp ư. Nói rồi, ông ta đi thẳng tới trận pháp dịch chuyển kia. Nghe vậy, mắt lão lưng gù lóe lên một tia u ám. Ngao Mông đi vào trong trận pháp dịch chuyển, nhưng trận pháp không hề có động tĩnh gì. Ngao Mông nhíu mày, nhìn lão lưng gù. Ông lão thờ ơ nói, ôi chao. Trận pháp dịch chuyển hư rồi. Không thể dịch chuyển được rồi. Sao trùng hợp thế nhỉ? Ngao Mông nhìn chằm chằm lão lưng gù, ngươi giở trò phải không? Lão lưng gù châm chọc, thế ngươi đánh ta đi này. Ông ấy không sợ tộc chân long thật. Tiên bảo các thì cần sợ ai cơ chứ? Chỉ cần đối phương dám ra tay, tộc chân long chắc chắn sẽ trả giá đắt. Tiên bảo các còn chẳng sợ thư viện quan huyên nữa là...
Ngao Mông nhìn chòng chọc lão lưng gù, ánh mắt lạnh như băng nhưng ông ta không dám ra tay. Ra tay với người của Tiên Bảo Các sẽ gây ra ảnh hưởng ngoại giao cực kỳ tồi tệ. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, ông ta lại đưa một chiếc nhẫn không gian nữa cho lão lưng gù, trong nhẫn có đến 2 vạn kim tinh. Nhưng lão lưng gù lại vứt luôn chiếc nhẫn xuống đất, mỉa mai tiền. Ông đây không có tiền chắc. Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Sắc mặt của Ngao Mông đứng đó vô cùng khó coi. Trong thông đạo không gian dịch chuyển, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất. Trong tháp, giọng nói bí ẩn bỗng nói, hay là dẫn hắn thẳng đến vũ trụ quan huyên đi. Tiểu tháp trầm giọng than, đi để làm gì? Kế thừa gia sản à? Đại ca ơi, bây giờ thực lực của hắn như thế nào? Đến đó, người bên đó có phục hắn không? Giọng nói bí ẩn cười khẩy, không phục cũng có thể làm gì được. Lẽ nào dám giết hắn luôn sao? Ai dám, Tín công chúa, Minh Hoàng, tộc Đại Hoang, hay thần tộc Thái Sơ? Tiểu tháp trầm giọng nói, đúng là không dám giết, nhưng họ dám cướp quyền của hắn. Với thực lực của hắn bây giờ, hắn có năng lực quản lý vũ trụ vô tận này không? Làm một viện trưởng quan huyên bù nhìn có ý nghĩa gì không? Hơn nữa, ngươi quên tiểu chủ đã dặn dò gì rồi sao? Giọng nói bí ẩn im lặng. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ mong thằng nhóc này không đi vào vết xe đổ của ngài, thế nên mới đưa hắn đến Nam Châu xa xôi này. Thêm vào đó, ngươi không phát hiện ra sao? Không có tiểu chủ nhiều năm nay, thư viện quan huyên bây giờ đã bắt đầu mục nát từ nội bộ rồi. Nếu hắn không từng bước đi lên, mai sau sao có thể giải quyết được những vấn đề này? Giọng nói bí ẩn lại khẽ thở dài. Tiểu tháp lại nói, hơn nữa thiên mệnh tỷ tỷ cũng đã từng dặn phải mài giũa tâm trí của hắn. Nếu bây giờ đưa hắn về vũ trụ quan huyên thì còn mài giũa con khỉ gì nữa? Không vượt qua trăm ngàn khổ cực thì sao có thể trở thành thế gian đệ nhất kiếm được? Nói đến đây, nó dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, còn nữa, vũ trụ này không thể chữa lành được thương tích của ta và ngươi. Hai người chúng ta bây giờ thế này, mà cường giả đỉnh cấp thế hệ trước người thì chết, kẻ thì chìm vào giấc ngủ say. Chúng ta không thể nào đàn áp được đám Tín công chúa và Minh Hoàng đâu. Giọng nói bí ẩn thầm thì, thế gian đệ nhất kiếm. Tiểu tháp khẽ thở dài. Nó ngập ngừng một lúc rồi lại nói, bên cạnh đó, ta hy vọng ngươi hiểu một điều. Hai chúng ta đã không còn là mình năm xưa nữa rồi. Bây giờ ngươi sống dở chết dở, còn ta thì thần phách bản thể bị thương nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ đã không còn tư cách để ra vẻ ngầu lòi nữa rồi. Nếu chúng ta chết trong thay đám oát con nào đó, thế thì mẹ kiếp, chẳng phải khiến người khác cười rụng răng à. Giọng nói bí ẩn trầm giọng than, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày thảm đến thế này. Mẹ kiếp! Tiểu tháp bỗng nói, nếu để người ở thế giới hư chân biết được sự tồn tại của hắn, chắc chắn bọn chúng sẽ điên cuồng tìm cách phá kết giới nhân gian mà tiểu chủ để lại, sau đó kéo xuống đây giết hắn. Giọng nói bí ẩn lập tức âm trầm nói, để hắn khổ thêm chút nữa cũng được. Gia sản thì sau này về thừa kế đi. Trong thông đạo không gian, Diệp Quân nhìn nhẫn không gian trước mặt mình, bây giờ hắn chỉ còn lại 47 vạn kim tinh. Tu luyện, đúng là tốn tiền quá đi mất. Diệp Quân nắm chặt chiếc nhẫn không gian, trong lòng thầm than, thời gian tiếp theo phải thắt lưng buộc bụng thôi. Mình nghèo quá mà. Đợi qua thời gian này phải đi tìm việc làm mới được, nếu không sau này sống sao nổi. Rất nhanh, Diệp Quân xuất hiện trên một tầng mây. Cách hắn không xa là một bia đá cao ngàn trượng. Thần tộc. Diệp Quân bước tới trước bia đá, lúc này một ông lão bỗng xuất hiện, ông ta nhìn Diệp Quân, các hạ là. Diệp Quân lấy miếng ngọc bội mà người phụ nữ thần bí kia đã tặng hắn lúc trước ra. Lúc nhìn thấy miếng ngọc bội này, sắc mặt ông lão bỗng thay đổi, cậu. Diệp Quân nói, một vị tiền bối đã cho ta, bảo ta đến trung thổ thần châu thì có thể đến thần tộc tìm bà ấy. Ông lão vội cung kính, công tử, mời. Nói rồi. Ông ta quay người phất tay áo, một cánh cửa sáng xuất hiện. Nhìn thấy vậy, trong lòng Diệp Quân chợt thấy thở phào nhẹ nhõm. Miếng ngọc bội này có tác dụng. Được ông lão dẫn đường, Diệp Quân đến trước một tòa đại điện, cả đại điện cao phải đến vạn trượng, hết sức hùng vĩ. Đứng trước đại điện, Diệp Quân chợt cảm thấy mình bé nhỏ. Trong lòng hắn không khỏi thầm than, đây mới là gia tộc lớn chứ. Trước cửa đại điện có một đám thị vệ mặc áo giáp vàng.
Diệp Quân nhìn những thị vệ kia, lòng thầm cả kinh. Khí tức của những thị vệ này đều vô cùng mạnh mẽ, thấp nhất cũng ở cường giả diệt không. Phải công nhận rằng Diệp Quân đã bị chấn động. Rất nhanh, ông lão đã đưa hắn vào trong đại điện. Vừa vào trong, hắn đã cảm nhận được sự hào nhoáng ở đây. Đại điện vô cùng rộng rãi, trong điện vàng son lộng lẫy, hệt như một tiên cung, xa hoa không gì sánh nổi. Hơn nữa, từ lúc đi vào đây, hắn phát hiện linh khí trong này hết sức dày đặc. Đậm đặc hơn linh khí ở thư viện Quan Huyên thượng giới ít nhất phải mấy chục lần. Hơn nữa lại cực kỳ thuần khiết. Nếu có thể tu luyện ở nơi này thì sẽ là một việc vô cùng tuyệt diệu. Ông lão khẽ hành lễ, công tử đợi một lát. Nói rồi ông ta quay người lui xuống. Diệp Quân nhìn quanh bốn phía, khẽ hỏi, tháp gia, xây đại điện này chắc tốn tiền lắm nhỉ? Ta mà có nhiều tiền như thế thì ta sẽ gửi vào tiên bảo các, mỗi năm lấy tiền lãi thôi cũng đủ để ăn trong thời gian rất rất dài đấy. Tiểu tháp. Đúng lúc này, một chàng trai và một cô gái bước vào, hai người đều rất trẻ. Chàng trai mặc cẩm bào, ngọc thụ lâm phong, rất đẹp trai, chỉ là hơi lạnh lùng. Cô gái mặc một bộ váy trắng, hai tay chắp sau lưng, trong tay cầm một quyển sách cổ, dung mạo tuyệt trần, nở nụ cười nhã nhặn. Hai người đi tới trước mặt Diệp Quân, chàng trai nhìn Diệp Quân hỏi, xưng hô với các hạ thế nào? Diệp Quân bình thản trả lời, Diệp Quân. Nghe vậy, chàng trai chợt nhíu mày, người chính là Diệp Quân giành được hạng nhất trong cuộc tỷ võ ở thượng giới đó à? Diệp Quân gật đầu. Chàng trai trầm giọng nói, người đã giết hai con chân long. Diệp Quân lại gật đầu. Chàng trai nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đến đây là vì muốn gia nhập thần tộc ta sao? Diệp Quân gật đầu. Chàng trai nói, tiên tổ đã đi vũ trụ Quan Huyên rồi, bây giờ không có ở thần tộc, ngươi có thể ở đây đợi người quay về, còn về việc có thể để ngươi gia nhập thần tộc ta không thì phải xem quyết định của ngươi, ta. Ngay lúc này, tiếng rồng ngâm cực kỳ ghê rợn bỗng truyền từ một nơi xa xôi bên ngoài đại điện tới. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân trầm hẳn xuống. Tộc chân long. Chàng trai cũng nhíu mày lại, hắn ta quay người lại. Lúc này một ông lão xuất hiện trước mặt hắn ta. Ông lão khẽ hành lễ, thiếu tộc trưởng, Ngao Mông của tộc Chân Long đã đến, muốn gặp mặt thiếu tộc trưởng. Ngao Mông. Sau một hồi suy nghĩ, chàng trai nhìn Diệp Quân một cái rồi đi ra bên ngoài. Diệp Quân im lặng. Cô gái kia quan sát Diệp Quân rồi cười nói, ta nghe nói ngươi đã giết An Mục. Diệp Quân gật đầu. Cô gái khẽ cười, nếu vậy thì ghê gớm quá. Phải biết rằng An Mục kia có thiếu tộc trưởng của tộc Chân Long làm cộng sự, có Chân Long bảo vệ mà ngươi lại có thể giết được gã, chắc chắn kiếm của ngươi rất rất mạnh. Diệp Quân bình tĩnh đáp, chỉ là may mắn thôi. Cô gái cười nói, ta tên Giản An. Diệp công tử, tiên tổ tặng ngươi miếng ngọc bội này chứng minh rằng dám chắc ngươi là một người vô cùng quan trọng đối với ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi phải đi ngay. Diệp Quân nhíu mày, ý của cô là chàng trai kia sẽ giao ta cho tộc Chân Long sao? Giản An gật đầu, huynh ấy là ca ca của ta, tên là Giản Ngạo, nay đang phụ trách lo liệu mọi chuyện trong thần tộc. Ta rất hiểu huynh ấy, thứ nhất là huynh ấy không hề xem trọng tầm quan trọng của miếng ngọc bội ngày nên huynh ấy sẽ cảm thấy việc kết thù với tộc Chân Long vì ngươi là một chuyện rất không đáng. Thế nên, chắc chắn huynh ấy sẽ giao ngươi cho tộc Chân Long để tạo mối quan hệ tốt với tộc Chân Long. Diệp Quân im lặng. Lúc này, bốn phía bỗng xuất hiện mấy mươi luồng khí tức mạnh mẽ. Sắc mặt Diệp Quân u ám hẳn xuống. Hắn đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng đáng sợ của tộc Chân Long ở Trung Thổ Thần Châu rồi. Giản An nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta dẫn ngươi đi. Nói rồi cô ấy bỗng kéo cánh ta Diệp Quân, sau đó phất tay áo, dưới chân hai người xuất hiện một trận pháp dịch chuyển. Mà ngay lúc hai người vừa biến mất, Diệp Quân nhìn thấy Ngao Mông và Giản Ngạo xông vào. Nhìn thấy Diệp Quân và Giản An cùng biến mất, sắc mặt Giản Ngạo trở nên vô cùng khó coi. Sắc mặt Ngao Mông cũng cực kỳ u ám, ông ta quay đầu nhìn Giản Ngạo trầm giọng nói, ta cũng không biết vì sao muội ấy lại làm như vậy. Ngao Mông im lặng một lúc rồi nói, thiếu tộc trưởng, Diệp Quân này là kẻ tộc Chân Long ta phải giết cho bằng được. Nguyên nhân là gì chắc cậu cũng đã biết rồi. Tộc Chân Long bọn ta trước nay vẫn luôn tôn trọng thần tộc, thế nên bọn ta không mong có bất cứ chuyện không vui nào xảy ra với quý tộc đâu. Sau một thoáng trầm lặng,
Giản Ngạo nói, ta sẽ có một lời giải thích cho các vị về chuyện này. Nói rồi hắn ta nhìn Ngao Mông, mong lúc các vị truy sát Diệp Quân kia đừng làm bị thương muội muội của ta. Tiên tổ ta rất xem trọng muội ấy, nếu ông làm muội ấy bị thương, hai tộc chúng ta sẽ thật sự đối đầu với nhau. Ngao Mông nhìn Giản Ngạo một cái rồi quay người rời đi. Giản Ngạo đứng đó trầm giọng gọi, người đâu? Lúc này một ông lão xuất hiện sau lưng Giản Ngạo, Giản Ngạo gằn giọng nói, dẫn theo 10 người đi tìm Giản An, nhất định phải bảo vệ muội ấy thật tốt. Nhất định. Ông lão khẽ gật đầu, thuộc hạ nhận lệnh. Nói rồi ông ta lui xuống. Ở một tầng mây nào đó, thời không bỗng nứt toác, sau đó Diệp Quân và Giản An bước ra. Giản An cười nói, tạm thời an toàn rồi. Diệp Quân nhìn Giản An, lòng thầm đề phòng, sao cô phải làm vậy? Giản An chớp mắt, vì ca ca của ta, vì thần tộc của ta. Diệp Quân nhíu mày, có ý gì? Giản An cười đáp, thứ nhất, tiên tổ tặng ngọc bội cho ngươi chứng minh ngươi tuyệt đối không phải là người tầm thường, đặc biệt là sau khi ngươi giết An Mục và hai con chân long kia vẫn có thể sống sót cho tới bây giờ. Nếu thần tộc ta giao ngươi cho tộc chân long thì việc tiên tổ tặng ngọc bội cho ngươi vốn dĩ là một việc tốt đẹp sẽ trở thành một khởi đầu xấu. Nhẹ thì chuyện này có thể hại chết ca ca của ta, nặng thì chuyện này sẽ hại cả thần tộc của ta. Diệp Quân bình tĩnh nói, có lẽ cô đã nghĩ nhiều rồi. Giản An cười đáp, cũng có thể là vậy, nhưng ngươi giết An Mục và chân long xong mà vẫn sống được tới bây giờ, chuyện này không hề đơn giản. Hơn nữa, ta hiểu tính cách của tiên tổ. Người sẽ không bao giờ tùy tiện tặng ngọc bội của mình cho người khác đâu. Diệp Quân nói, dù thế nào đi chăng nữa, Giản An cô nương, đa tạ cô đã giúp đỡ, sau này có duyên gặp lại. Nói rồi hắn quay người rời đi. Giản An bỗng nói, đợi đã. Diệp Quân quay người nhìn Giản An, cô ta cười nói, tiên tổ ở tận vũ trụ quan huyên xa xôi, nhất thời sẽ không về kịp, nếu bây giờ ta quay về thì ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì chắc chắn tộc chân long sẽ ép ta nói ra tung tích của ngươi. Diệp Quân nhìn Giản An, không nói gì. Giản An cười nói, chúng ta tới đạo môn đi. Diệp Quân hơi cau mày, đạo môn sao? Giản An gật đầu, ta đảm bảo rằng 6 đại tộc sẽ không thu nhận ngươi dù thiên phú của ngươi vô cùng nghịch thiên, vì bọn họ sẽ không vì ngươi mà đối đầu với tộc chân long đâu, họ không sợ tộc chân long, nhưng... Ngươi hiểu ý ta nói chứ? Diệp Quân gật đầu, ta biết, vì ta không đáng. Giản An khẽ gật đầu, vì một người mà hai gia tộc liều mạng tàn sát lẫn nhau, chuyện này thật sự rất không đáng. Diệp Quân nhìn Giản An, sau đó nói, cô cứu ta ra ngoài, vẫn còn một nguyên nhân chưa nói ra. Giản An chớp mắt, nguyên nhân gì? Diệp Quân bình thản đáp, cô sợ, sợ tiên tổ của cô thật sự giữ ta lại. Đến lúc đó thần tộc buộc phải đối đầu với tộc chân long. Mà từ góc độ của cô cũng thấy rằng ta không đáng để thần tộc đối đầu với tộc chân long. Mắt Giản An lóe lên tia kinh ngạc, Diệp công tử, trí thông minh của ngươi. Ta đã hơi đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Quân nói, ta có thể hiểu được những việc làm của cô nương, cũng rất cảm kích cô nương đã ra tay giúp đỡ. Cô yên tâm ta sẽ không đến thần tộc, làm liên lụy thần tộc đâu. Nói xong hắn quay người rời đi. Lúc này... Giản An bỗng nói, Diệp công tử, xin dừng bước. Diệp Quân quay người nhìn Giản An cười nói, Diệp công tử, vừa nãy ta nói ngươi đến đạo môn không phải là lừa gạt gì ngươi đâu. Ta giải thích ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Đạo môn tuy rằng đã lụi tàn nhưng ngày xưa môn phái này cực kỳ hùng mạnh, quan trọng nhất là đạo môn và tộc chân long đã từng có ân oán, là huyết thù. Cũng có nghĩa là giữa tộc chân long và đạo môn vốn dĩ đã là kẻ thù một mất một còn rồi. Mà kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn bước nhanh, mất hút ở phương xa. Giản An nhìn Diệp Quân đi xa, vẻ mặt thản nhiên. Lúc này, Giản Ngạo dẫn một đám người thần tộc xuất hiện, nhìn thấy Giản An không sao, hắn ta bỗng thở phào nhẹ nhõm. Giản Ngạo trầm giọng nói, muội không nên thả hắn đi. Giản An cười nói, phải nói rằng Diệp công tử này thật sự khác thường. Hào kiệt hiếm thấy, đáng tiếc. Nói rồi cô ta khẽ lắc đầu. Ngay lúc này, thời không trước mặt hai người bỗng nứt ra, một giây sau, ảo ảnh một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người đến chính là Giản Tự Tại. Nhưng không phải là người thật. Nhìn thấy Giản Tự Tại, hai người vội cung kính hành lễ, bái kiến tiên tổ.
Giản Tự Tại nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt bà ấy dừng lại trên người Giản Ngạo, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là thiếu tộc trưởng của thần tộc ta nữa, lôi xuống dưới, giam 100 năm, trong vòng 100 năm không được ra khỏi thần tộc. Nghe vậy, đôi đồng tử Giản Ngạo chợt co rút, hắn ta kinh hãi nói, tiên tổ. Giản Tự Tại vô cảm ra lệnh, đưa xuống dưới. Thị vệ sau lưng Giản Ngạo lập tức đưa hắn ta xuống. Ở đó chỉ còn lại Giản Tự Tại và Giản An. Giản Tự Tại nhìn Giản An, vẻ mặt phức tạp, vốn dĩ ta kỳ vọng rất lớn ở con. Nói rồi, bà ấy khẽ lắc đầu, con tự đi cấm túc 100 năm, trong vòng 100 năm, không được ra khỏi thần tộc. Ta sẽ lựa chọn lại người mới đảm nhiệm vị trí thiếu tộc trưởng. Nghe vậy, sắc mặt Giản An chợt tái mét, run giọng nói, tiên tổ, vì sao ạ? Tất cả những gì con làm đều là vì thần tộc ta mà. Giản Tự Tại vô cảm ra lệnh, lui xuống. Giản An siết chặt hai tay, tức giận gào, con không phục. Con không phục. Giản Tự Tại nhìn Giản An, thằng bé nên gọi ta là cô. Giản An sững sờ, sau đó nói, thế thì đã sao ạ? Xét cho lợi ích của tộc ta, hắn không phải là người của thần tộc ta không nên đối đầu với tộc Chân Long vì hắn, không đáng, thật sự không đáng mà. Giản Tự Tại nhìn chằm chằm Giản An, con có biết đệ đệ của ta là ai không? Giản An không hiểu, ai ạ? Giản Tự Tại bình thản đáp, chính là kiếm chủ nhân gian mà mọi người thường hay nhắc đến. Trong đầu Giản An như có sấm nổ, trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Cô, thiếu chủ, của thư viện Quan Huyên. Nhìn sắc mặt xám như cho tàn của Giản An, Giản Tự Tại khẽ lắc đầu, dù nó không phải là thiếu chủ của thư viện Quan Huyên, ta cũng sẽ bảo vệ nó chu toàn, vì phụ thân của nó gọi ta là tỷ tỷ. Nói xong bà ấy quay người rời đi. Giản An đứng ở đó tự cười mỉa chính mình. Cô ta đã đánh giá sai một chuyện. Đó chính là giá trị của miếng ngọc bội kia. Đời người như một ván cờ, đánh sai một bước thì thua cả ván. Một bên khác, Diệp Quân đang gấp rút lên đường bỗng nhiên dừng lại, trước mặt hắn xuất hiện hư ảnh của một người phụ nữ. Chính là Giản Tự Tại. Diệp Quân bất ngờ, sao lại là tiền bối? Giản Tự Tại cười nói, bản thể của ta đang ở vũ trụ Quan Huyên làm việc, đây là phân thân của ta, theo ta về thần tộc nhé. Diệp Quân lại lắc đầu, không cần đâu ạ. Giản Tự Tại hỏi, giận rồi sao? Diệp Quân lắc đầu, không ạ. Giản Tự Tại nói, ta đã trách phạt bọn nó rồi. Diệp Quân do dự rồi nói, tiền bối, người đừng trách phạt Giản An cô nương. Mọi việc cô ấy làm đều là vì thần tộc, không có gì sai cả. Hơn nữa, nếu không nhờ cô ấy giúp đỡ, ta đã không thể nào rời khỏi thần tộc được rồi. Sau một thoáng im lặng, Giản Tự Tại khẽ gật đầu, thế ngươi về cùng với ta nhé. Diệp Quân cười đáp, tiền bối, thật sự không cần đâu ạ. Ta có chỗ đến mới rồi. Hắn thật sự không tức giận gì cả, mà thật lòng không muốn thần tộc vì hắn mà chọc giận tộc Chân Long. Giản Tự Tại trầm giọng hỏi, ngươi đi một mình sao? Diệp Quân chần chừ một lát mới đáp, bên cạnh ta còn có một vị tháp gia. Hắn không giấu giếm, vì tháp gia đã từng ra tay, mọi người đều đã biết rồi. Tháp gia. Giản Tự Tại hơi sững sờ, sau đó gật nhẹ đầu, được. Có tiểu tháp đồng hành, đương nhiên bà ấy cũng thấy yên tâm rồi. Vì bản thể của bà ấy bây giờ không thể nào về kịp, mà phân thân này thì đương nhiên không thể cản nổi cường giả của tộc Chân Long. Hơn nữa, có tiểu tháp đi theo, bà ấy thật sự không thấy lo lắng nữa. Diệp Quân khẽ hành lễ, tiền bối, cáo từ. Nói rồi hắn quay người rời đi. Giản Tự Tại nhìn bóng lưng đi xa của Diệp Quân, mãi lâu sau bà ấy mới ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, khẽ nói, đệ đệ. Rốt cuộc đệ ở thế giới đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Một lát sau, Diệp Quân lại quay về khu vực trận pháp dịch chuyển kia. Lão lưng gù nhìn Diệp Quân, người đang chơi đùa đấy à? Diệp Quân khẽ cười, tiền bối, lần này ta muốn đến đạo môn. Lão lưng gù thản nhiên nói, người đúng là phải đi hết một lượt mấy đại gia tộc mà. Diệp Quân mỉm cười, không nói gì, hắn lấy một chiếc nhẫn không gian đưa cho lão lưng gù. Lão lưng gù nhận nhẫn không gian, sau đó chỉ vào một trận pháp dịch chuyển, cái này. Diệp Quân bước vào trận pháp dịch chuyển. Lúc này lão lưng gù bỗng lên tiếng, tộc Chân Long đang truy sát ngươi. Diệp Quân hơi ngẩn ra,
sau đó gật đầu, ta biết. Lão lưng gù nhìn Diệp Quân, ngươi cho ta một viên kim tinh, chút nữa ta sẽ nói với ông ta ngươi lại đến đế tộc bất tử rồi. Diệp Quân chớp mắt hỏi, vậy có ít quá không? Lão lưng gù thản nhiên đáp, không ít. Diệp Quân vội lấy một viên kim tinh đưa cho lão lưng gù, sau đó khẽ hành lễ, đa tạ tiền bối. Lão lưng gù gật đầu, bảo trọng nhé. Dứt lời, trận pháp khởi động, Diệp Quân biến mất. Diệp Quân vừa đi không bao lâu Ngao Mông đã tới. Ông ta đến nơi này vì chỉ có nơi này mới có trận pháp dịch chuyển đi đến các đại tộc. Ngao Mông nhìn lão lưng gù, xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt lão lưng gù. Trong nhẫn không gian này có 2 vạn kim tinh. Lão lưng gù thờ ơ nói, 10 vạn. Ngao Mông nheo mắt lại, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Lão lưng gù hờ hững đáp, đưa hay không thì tùy. Ngao Mông hơi nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Thế nhưng lão lưng gù hoàn toàn không để ý tới ông ta. Người tiên bảo các đều ngang ngược vậy đấy. Lúc này, Ngao Mông bỗng xòe tay, một chiếc nhẫn không gian lại bay tới trước mặt lão lưng gù. Trong nhẫn vừa đủ 10 vạn kim tinh. Lão lưng gù nói, đế tộc bất tử. Ngao Mông bước vào trong trận pháp dịch chuyển, ông ta nhìn lão lưng gù, hơi cau mày, lại đến đế tộc bất tử sao? Lão lưng gù gật đầu, đúng vậy. Ngao Mông suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn lão lưng gù, lạnh giọng nói, đời người có rất nhiều sự cố, ngươi cẩn thận chút đi. Nói rồi ông ta lập tức biến mất. Lão lưng gù mỉa mai, đồ ngốc. Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Diệp Quân đến dưới chân một ngọn núi, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, có thềm đá xanh dẫn từ nơi hắn đứng lên đến đỉnh núi. Ở đầu bên kia thềm đá, lờ mờ nhìn thấy một tấm cửa gỗ. Diệp Quân cất bước đi lên. Trên đường đi, Diệp Quân bỗng hỏi, tháp gia, người có am hiểu về đạo môn nhiều không? Tiểu tháp đáp, cũng tạm. Diệp Quân hơi tò mò, nghe nói đạo môn có lịch sử lâu đời, còn từng đứng trên cả thư viện quan huyên. Tiểu tháp đáp, đúng vậy, đạo môn từng là người giữ gìn trật tự của mảng vũ trụ này, còn thư viện quan huyên là người giữ gìn trật tự mới. Diệp Quân chớp mắt, thay vua đổi chúa sao? Tiểu tháp cười nói, coi như là vậy đi. Diệp Quân hơi khó hiểu, nếu đã thay vua đổi chúa thì sao đạo môn lại không bị nhổ cỏ tận gốc? Tiểu tháp trả lời, vì năm xưa kiếm chủ nhân gian từng là thành viên của đạo môn, thế nên sau khi ngài xây dựng lại trật tự thì không triệt để tiêu diệt đạo môn, vẫn để đạo môn tồn tại. Diệp Quân gật nhẹ đầu, khẽ nói vậy thì kiếm chủ nhân gian này cũng là người biết đối nhân xử thế lắm đấy chứ. Tiểu tháp nói, tuy đạo môn đã lụi tàn nhưng vẫn còn nhiều nhân vật lợi hại lắm, nếu ngươi được gia nhập vào đạo môn, thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Quân khẽ gật đầu. Sau đó bước nhanh hơn. Trong tháp, giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, người có chắc muốn để hắn gia nhập vào đạo môn không? Tiểu tháp bình thản hỏi, có vấn đề gì không? Giọng nói bí ẩn bình tĩnh trả lời, ta thì có vấn đề gì được? Chỉ cần ngươi không lo lắng là được. Tiểu tháp khẽ nói, đạo môn cũng từng làm rất nhiều cho mảng vũ trụ này. Đến tiểu chủ còn thừa nhận công lao của bọn họ. Hơn nữa, tiểu chủ cũng có trách nhiệm rất lớn trong việc khiến đạo môn lụi tàn, nếu thằng nhóc này có thể chấn hưng đạo môn. Nói đến đây, nó dừng lại một chốc rồi mới nói, thế thì đúng là ý trời. Lúc này, Diệp Quân tới trước cánh cửa gỗ kia, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, hắn rơi vào trầm lặng. Cửa gỗ cực kỳ cũ nát, 2 chữ đạo môn đã không còn trọn vẹn, trên cửa còn có một số mạng nhện. Thế này đã không còn đơn giản là lụi tàn thôi đâu. Thê lương quá. Diệp Quân đã thấy muốn chùn bước. Đã thảm thế này rồi. Hay mình đừng hại người ta thêm nữa. Ngay lúc hắn đang lưỡng lự, một cô gái bỗng bước tới từ phía bên cạnh. Diệp Quân nhìn cô gái, cô ấy mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc dài đen nhánh xõa đến eo, tay đeo lắc lục lạc, sau lưng còn mang một chiếc gùi trúc nhỏ, trong gùi có một số rau dưa trái cây. Lúc này cô gái đang nhìn hắn. Đôi mắt trong veo như ngọc măng đầy ý cười. Lúc này, cô gái bỗng bước về phía Diệp Quân, chiếc lắc tay lục lạc trên tay reo lên lanh lảnh khi cô ấy bước đi, đẹp không tả xiết. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Quân, chớp mắt hỏi, ngươi là? Diệp Quân do dự một lát rồi đáp, tại hạ là Diệp Quân, đến đây. Đến đây? Cô gái bỗng hỏi, để gia nhập đạo môn à?
Diệp Quân vô thức gật đầu. Thấy thế, mắt cô gái sáng lên, cô ấy nắm tay Diệp Quân kéo vào trong, vừa đi vừa hứng khởi hét, sư phụ. Có người muốn gia nhập đạo môn chúng ta này, người mau ra đây, đừng để hắn chạy mất. Diệp Quân đơ mặt ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.